đẹp thế nhỉ. Chứ mẹ đi vô thiên nhiên hết sức. Bao mát luôn trời. Ăn ăn được cơm, uống được chai nước, no xong rồi lên đây. Loa hàng về, hàng về, hàng về. Trời đất mẹ tôi, hàng nó về nó đẹp đến khủng khiếp. Chúa tôi chết mất thôi. Nhắn tin đi chồng ơi. Dạ bỏ. Con ở sau đó, con kẹp số từng mẫu đưa cô giống bữa đó. Từng mẫu, đưa từng mẫu, từng mẫu. Trời ơi. Đã. Chào chị Diệp Thu nhé. Chào chị Diệp Thu, chào em Kín Tục Tưng, Tục Tưng. Trời ơi, nghe cái tên thấy ớn hồn. Nghe cái tên thấy ớn hồn không? Kín Tục Tưng nữa trời, nghe cái tên ớn hồn. Loan loan loa các tình yêu ơi, các tình yêu ơi, hàng về, hàng về. Trời đất ơi, cái bộ sưu tập hoa rơi của tôi đẹp. Đẹp lộng lẫy như một cái bẫy. Đẹp lộng lẫy như một cái bẫy. Quá sức tưởng tượng. Quá sức tưởng tượng rồi. Cái nhà ơi, nhà ơi, nhà đâu rồi, nhà ơi. Con đầm mùi nhà đâu rồi. Ừ, đây rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Đưa trả điện thoại cho vợ. À, cho vợ chia sẻ bài kìa. Các chị ơi, hôm nay hàng về nhá. Hàng về đẹp quá trời nhá, hàng về đẹp quá trời. Đẹp chưa? Đẹp kinh khủng khiếp. Trời đất ơi, con này là có chủ nhân rồi đây. Chị Hà Võ đây. Chị Hà Võ ơi. Chị đâu rồi? Tiếng em vang rừng núi, sao không ai trả lời. À, em chào chị Hà Lê Thị Diệu nhá, chào chị Nguyễn Thị Nga, chào tất cả các chị yêu nhá, chào chị Thiên Bình này, chào tất cả các chị yêu nhá. Hôm nay là về một bộ sưu tập hoa rơi và một bộ sưu tập cái gì rồi, họa tiết, em nói đẹp đỉnh của đỉnh luôn. Phải nói chứ đợt này nhà em về toàn hàng đẹp, thề bán giá bèo nhèo vô cùng. Có bao giờ nghĩ mà một con đầm như thế này nhà em bán 350 không các chị? Chả bao giờ nghĩ đúng không? Chả bao giờ nghĩ mà trong khi đó một con rồng như thế này người ta bán tiền triệu. Nhà Trúc Phương bán cái giá bèo thề hơn cả bèo ngọt. À, con rồng chị được có vài con rồng. Chúa thôi, đăng ảnh cái ai cũng đòi con rồng hết. Khổ. À, con rồng của chị Hà Võ. Chị Diệp Thu cũng có con rồng rồi nhá. Chị Diệp Thu cũng có hai con rồng. Chị đặt con rồng từ chị đặt con rồng hai con thì nó đã có rồi. Và con rồng này là con rồng của chị Hà Võ nhá. Đây chị Hà ơi, rồng của chị đây. Đấy, mở hàng cho em nha. Rồi, em để chờ em một tí, em chia sẻ bài cái. Chia sẻ bài về trang cá nhân. Con nào cũng đẹp hết các chị ơi, con nào cũng đẹp. Dã man. Đẹp dã man à. Con nào nó cũng đẹp hết trơn. À. Chị ơi, rồng đâu ra mà có ba? Có hai con là chị là bố thiên hạ rồi, chứ đòi ba con đâu ra. Em mua cả mấy chục ngàn con em được có mấy con đây này. Mà còn đòi ba con nữa thì thôi. Hai con nó đủ là bố thiên hạ rồi. Còn đòi ba con nữa chết. Để em chia sẻ về trang cá nhân cái cho nó. Có nhiều người không biết đến em ở trang này. Đây. Đẹp chưa? Ráng họ có con rồng đây này. Chị nói chị Hà để cho chị luôn đi đây. Em đố chị nói chị Hà để cho chị được con này đấy. Em lầy chị. Người ta có một con tìm muốn chết. Chị có hai con rồi, đòi nữa tham vừa thôi. Tham vừa thôi. Trời đất ơi. Rồi. À, dạ không ráng được đâu chị. Đợi tua sau đi. Đợi tua sau xem có không đi. Nó có chủ nhân hết rồi. Được có mấy con rồng đây.
kiếp được bốn được ba con rồng thì chị hai con, chị Hà một con rồi, còn ráng đi em lạy chị tha tội cho em với, em sống với. À, để em kiểm tra xem cái trang cá nhân nó về chưa nhỉ. Rồi về trang cá nhân rồi. Ôi các chị ơi giúp em chia sẻ với nhá. Bữa nay em bị không chia sẻ được rồi đây này. Đưa vô nó đá ra. Đưa vô nó đá ra, đưa vô nó đá ra ác ghê. À rồi các chị ơi. À, ở đây chia sẻ ngoài mà không có quà. Ê, chị Hoa Duyên ơi, nhà chị gần nhà em cách nhau có 3 bước chân, chị tới nhà em ấy chị cào giùm em một mớ giùm em ấy tha hồ quà luôn đấy nhờ chị nhờ, tha hồ quà luôn đấy. Đây 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 chặt điện thoại rồi các chị yêu ơi, đây nhá, đây là một con rồng rất là tuyệt đỉnh. Đây là một con tuyệt đỉnh hôm nay ha. Và con này của chị Hà Võ. Cảm ơn chị đã chia đã mở hàng giùm em nhá. Đây con này là của chị Hà Võ nhá, 350 ngàn một con. 350 ngàn và được miễn ship nhá. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho chị Hà Võ này. Chị Hà Võ. Và ở đây, ở đây là những em sẽ lên những mẫu có một con một trước nhá. Tại vì ở đây có những mẫu có một con đây này. À, ở đây có hai con hoa rơi tuyệt đỉnh. Hoa rơi này cái hốt lô hôm rồi của chị Hà như có một con rồi á, có một con đỏ và một con hồng này rồi á, thì chị Hà có muốn lấy thêm thì lấy, tại vì đây là dòng tuyệt đỉnh ha, đây là dòng tuyệt đỉnh. Em chào chị Hà Tuyết Mai nhá, hôm nay em lên hàng tuyệt đỉnh ha, lên hàng tuyệt đỉnh rất là đẹp như thế này ha, 350 ngàn một con ha. Đấy giá trị của các chị thì các chị yên tâm mua hàng nhà em thì không sợ lỗ đâu. À, các chị mua nhiều em ưu ái hết cỡ nha, ưu ái hết cỡ đừng lo. Rồi con hoa rơi tuyệt đỉnh này cho em nhá, cực kỳ đẹp. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, 350 ngàn. Các chị thấy nó đẹp không? Em nói chất von của nó các chị nhận về các chị chỉ bao phê. Riêng các chị mà mua về bán ấy, em nói thật chỉ muốn mang vào tủ cất đi luôn. Chỉ muốn mang vào tủ cất đi luôn, không muốn bán tí nào hết, tại vì nó quá đẹp ha. Tại vì nó quá là đẹp. Đấy, 350 ngàn lên cho em mã số 139. 139 cho em nhá, mã số 139 này. 139 cho em nhá. Trời ơi, đẹp quá. Đấy đẹp quá trời. Và đây là một con duy nhất hoa hồng nhá. Một con duy nhất không có con thứ hai. Cái mẫu này không có con thứ hai đâu. Cái mẫu này chỉ một con hả? Phải không ta? Mẫu này một con đúng không? Cái con bên này là con khác hả con? Ừ con khác. Mẫu này có một con duy nhất nhá. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Đây là một con tuyệt phẩm hoa rơi đẹp cực kỳ ha. Lên cho em mã số 247, 350 ngàn. Chiều nay rất là nhiều hàng. Em phải tranh thủ like nhanh một tí. Không thể nói chuyện lâu được. Nói chuyện lâu thì nó sẽ giới thiệu lâu quá thì các chị sẽ mất thời gian. Và các chị nhận hàng này rồi biết rồi. Còn chị nào khách mới chưa biết thì các chị cứ thử chốt một con thôi. Về các chị sẽ biết nha. Các chị sẽ biết ha. À, nhắn tin cho chị Tuyết Mai với mấy người. Yes. Nhìn. Để cho họ biết họ chốt. 247 thì chị Hà bỏ. Hiểu không? Trong nhìn thôi mà. Không thấy ra bao nhiêu đó. Ta nói làm ăn mà không hợp gu nhau nó vậy đó. Anh đã không in rồi em in chị. À, nhắn cái này cho mấy chị đó, chỉ để mấy chị yên tâm mấy chị chốt. À, cái mấy cái hàng này nè, hàng mới về nè. À, giá 350. Một cái nữa cho chị Hà Võ. À. Nè. Nhắn cho chị Mai với tất cả mọi người, mấy mấy người đang khá mà chốt. 247 đã bảo có một con mà còn một cái nữa chị Hà Võ. Vừa mới bảo những mẫu này một con này. Những mẫu này là những mẫu một con. Đây, đây là những mẫu một con nha các chị nhá. Đây là những mẫu một con siêu đẹp nha. Eo chun co giãn, eo từ 65 đến 90 là mang vừa.
chỉ có một con duy nhất thôi nhá. Những mẫu này chỉ có một con duy nhất đây. 350.000 lên cho em mã số 145 nhá. Mã số 145 cho em. Mã số 145 này. Mã số 145. Tiếp tục nào, một con. Ồ, cân mẫu này là có một nó có mấy con ở trong đây đấy. Con mẫu này 145 cho chị Mộng Xuân. 145 cho chị Mộng Xuân. Chúc mừng các chị này. Những mẫu này có một con em lên trước nha. Em lên trước. Đây, một con nhá. Mẫu này một con. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Mộng Xuân khách này à. Mày cốt cái bọc to bằng cả cái huyện này đựng ấy. Mày tha tội cho tao với con kia. Đây, eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Một con duy nhất lên cho em mã số 289 nhá. 350.000 được miễn ship cho em luôn nhá. Chồng nghìn giá luôn cho vợ đi. Siêu phẩm 350.000. Đây, ở đây có một con ngựa. Đây là con ngựa tuyệt đỉnh ha. Một con ngựa tuyệt đỉnh cho em. Trời ơi, một con duy nhất nha. Không có con thứ hai nữa rồi. Một con duy nhất lên cho em mã số 19, 350.000. Một con ngựa cho em. Trời ơi, các chị ơi, đẹp quá đi. 289 cho chị Hà Tuyết Mai. Một con ngựa này, 289 này. 289 cho chị Hà Tuyết Mai này, 350.000. Đây là một, con này không phải con ngựa, con này con hổ nha. Nhìn này, con này con hổ cho em. Một con duy nhất, không còn con thứ hai nhá. Một con duy nhất lên cho em mã số 1. Mã số 1, mã số 1, 350.000. Mã số 1 cho em này. Một con duy nhất nha. Rồi. Hết rồi. Hết rồi, mẫu đó hết. Ê, từ, bữa coi. Hồi nãy đi hàng rồi đúng không? Hồi nãy đi hàng chưa? Đi hàng rồi đúng không? Chưa. Nhưng mà lên đơn hết rồi. Mã số 1 tên chị Hà Tuyết Mai. Nói chung là con đó chỉ có một con đấy. Chị đây có một con. Chị đây có một con. Mã số 1. Mã số 1 đây. Trời ơi đẹp quá. Con ngựa cũng đẹp. Con nào cũng đẹp ha. Con nào cũng đẹp quá chị ạ. Đây. Ghi cái này vô cho Dung Ruby vô cho chị ạ. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em nhé. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. 350.000 lên cho em mã số 37. Chất von siêu mềm, siêu rũ cho em nhá. Đây là dòng tuyệt phẩm các chị nhá. Nó cực đẹp ha. Đây là dòng tuyệt phẩm, các chị chỉ cần rờ vô thôi là nghiện rồi. Rờ vô thôi là em bảo đảm các chị những con đầm này tiền triệu. Mà các chị mua nhà em chỉ với giá là 350 và được miễn ship thôi. Đấy, cực đẹp nhá chị nhá. Đấy, còn chị nào khách sỉ mua nhiều thì các chị yên tâm nhá. Em sẽ có bớt thêm một tí xíu tiền ly cà phê để chị em mình có lộc nha. Đừng có lo, nhà em bán giá này 350 là miễn ship, là các chị biết là rẻ lắm luôn rồi. Còn đi các chị mua vài chục con thì các chị yên tâm nhá. Bớt cho chị một con một ly cà phê để các chị về bán có lộc nhá. Nói chung nhà em muốn bán nói thẳng thắn vậy lắm. Các chị đừng có lo nhá. Rồi con này lên cho em mã số 37. Bao nhiêu chồng ơi? 37 đấy. 37. 37. Đây, em từ mới về khách lấy gần hết rồi. Khách lấy gần hết rồi. Hàng đẹp quá mà thề đấy. Và hàng đẹp lắm. Ở đây là cháy hàng, cứ về là cháy hàng đấy. Đây, eo từ 65 đến 90 là mang vừa nhá. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Trời ơi con này đẹp quá. 350.000 lên cho em mã số. Mã số 27 này. Mã số 27 cho em. Mã số 27 Võ Tùng. Đây, chị nào vào sau chưa có con hoa này, 350.000 một con nhá, được miễn ship tận nhà. Đây là một con tuyệt đỉnh hoa rơi. Lấy tiền, Quang tránh ra xuống dưới kia phụ người ta làm việc. Dẹp cái điện thoại vô. Lấy tiền ở trong cái học tổ đó. Lấy cái bóp của bà bên này. 27 cho Võ Tùng. Bên này. Đây nè. Đứa nào đến vả vào đầu cho con nó cái coi. Cho nó tỉnh coi. Đây. Chị nào vào sau chưa có con tuyệt đỉnh hoa rơi để giùm em nhé. Lên cho em mã số 139. 139 cho em tuyệt đỉnh hoa rơi. Các chị Hà có một con rồi. Chị Hà muốn lấy thêm thì lấy thôi. Chứ chị Hà có một con một cặp rồi. Chị Hà có một cặp hồng, một con đỏ, con hồng cũng mỡ rồi nhá. Cái này chị Hà có một con rồi, muốn lấy thêm lấy thôi. Tại vì đây là mẫu tuyệt đỉnh nhá. Tụi em mua mấy ngàn cái mới được có 1-2 cái thôi. Cứ một đợt em về mấy ngàn cái thì em chỉ được 1-2 cái thôi. Chứ không có nhiều nhá. Không có nhiều đâu. Mấy cái mẫu này tụi em không có nhiều. Tại vì sao? Tại vì nó rất là đắt tiền. Mà người ta bỏ vào cho nhà em một con, hai con như thế thôi. Chứ không có được nhiều đâu. Đấy. Vâng, chị Hà có rồi. Chị Hà có rồi. Không, chị Hà, cái này chị Hà có rồi. Rồi.
Đây này, cái con này già chưa có này. Con này già chưa có nhá, con này già chưa có đây này. Đây, bỏ cái này vào cho. Dê xiên men ơi, một con duy nhất thôi. À. Rồi tiếp tục nào, một con duy nhất, một con duy nhất. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em, lên cho em mã số 12 350.000. 350.000, 350.000 cho em nhá. Đấy. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Em nói các chị ơi, vào đây nhà em thì ghiền lắm. Em nói thề luôn đấy. Nếu mà để mà các chị có thể thò ra khỏi cái tay, ra khỏi cái điện thoại của nhà em mà rờ vào con đầm ấy, có mà các chị muốn vơ hết cả nhà em luôn ấy. Tại sao? Đẹp lắm. Đẹp cực kỳ ha. Lên cho em mã số 248 nhá, 350.000. Eo từ 65 đến 90. Mã số 248 này. 12 cho chị Tuyết Mai này. Trời đất ơi, đẹp vẫn khủng khiếp. Con này nó có mẫu. Con này con tìm mẫu bỏ vô đi. Trên đó có. Con này trên đó có mẫu. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Trời ơi. Trời ơi đẹp quá. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em nhá. Cực kỳ đẹp luôn các chị ơi. Lên cho em mã số 285. 285 cho em. Mã số 285. 350.000 và được miễn ship cho em mã số 285 nhá. Trời nó đẹp kinh khủng luôn đó các chị. 248 cho chị khách sạn Hồng Hưng. 248 cho chị khách sạn Hồng Hưng này. Trời ơi đẹp quá. Cái đó bỏ cái xích vô trồng. Cái đầm trồng kéo qua kéo lại. Coi chừng đụng. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. 350.000 lên cho em mã số 84. Mã số 84. Một con duy nhất nha. Một con duy nhất. Đẹp quá. Xin thua rằng là nó đẹp kinh khủng ha. Một con duy nhất. Như một bức tranh, lên cho em mã số 224. 350.000 mã số 224 cho em nhé. Các chị nhìn này. Em nói như một bức tranh. Cầm con đầm lên phê, phê cả người. Một con duy nhất. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Một con duy nhất. 350.000 lên cho em mã số 105. 105, 105 cho em này. Mã số 105 nhé. Các chị nhìn này, đẹp dã man không? Một con duy nhất nhá. 224 cho chị Tuyết Mai. 224. Trời ơi chị Mai ơi, chị nhận cái lô này về em nói thật á. Em nói thật bao nhiêu tâm huyết của em đặt vào nó luôn đấy. Đẹp cực kỳ luôn. Đây. Một con dây xích, một con duy nhất, một con dây xích, một con duy nhất nha. Đây là cổ sơ mi, cổ sơ mi cho em. Đó, 350.000 lên cho em mã số 47, mã số 47 cho em. Một con đen duy nhất. Con đen này với cái con đen của chị nào vừa chốt hồi nãy á, khác nhau hoàn toàn nha, chị Mai à. Có khác nhau hoàn toàn nha, con này khác, con đây khác ha. Đẹp cực kỳ nha các chị nha. Cái này người ta gọi là đẹp dã man á. Lên cho em mã số 246 này, 246 cho em. Con này là con cổ sơ mi nhá. Cổ sơ mi chỉ có một con duy nhất nha. 47 cho chị Tuyết Mai. 47. 47 đây. Rất đẹp cho em nhá. Con này là con cổ sơ mi cho em. Bữa em có về cổ tròn mẫu này. Nhưng mà cái mẫu sơ mi này em ở chưa. 246 cho chị Hà Võ. Chưa, con này chưa. Con này chưa về cổ tròn gì hết, có một con duy nhất thôi. 246 chị Hà Võ này. Dạ đúng rồi, siêu phẩm Hàn chị ơi. Siêu phẩm của Hàn, của Nhật như vậy các chị phải mua vài chục triệu chứ làm gì có mấy trăm ngàn ha. Của Hàn không nó đã vài triệu rồi, 1 2 triệu bạc một con rồi mà nhà em bán sỉ chỉ có giá là bao nhiêu? Bán giá tặng để các chị giúp em chia sẻ fanpage nhé. Chia sẻ fanpage để đến nhiều người biết giúp em. Chỉ với giá là 350.000 và được miễn ship thôi. Đấy, rất mong các chị giúp em một nút chia sẻ nhá. Lên cho em mã số. Mã số 237. 237 cho em nhá. 237. 237. Hôm rồi chị Hà Võ chưa có con này đúng không? Phải không ta? Hôm rồi chị Hà Võ chưa có con này, lúc đó chị vào sau đúng không? Chị chưa có con này phải không chị Hà Võ nhỉ? Chị chưa có con này, hôm nay về có một con, hôm trước hôm buổi tối chị chốt đấy. Là nó có mẫu này nhưng mà nó không còn, nó hết à, như chị vào sau ấy thì hình như vậy. Ok thì em bỏ vào cho chị nhá con này. Rồi tiếp tục màu trắng cho em. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Xin thưa rằng là nó đẹp. Trời ơi. Đó. Lên cho em mã số 67. Mã số 67 cho em nhá. 350.000 và được miễn ship cho em này. Rồi ok chị, ok chị. Con này là một con thổ cẩm cực đẹp nha. Các chị nhìn này. Đây là một con thổ cẩm mà phải nói là ai cũng thích nó luôn ấy. Ai cũng muốn sở hữu nó luôn ấy. Nó là một con thổ cẩm cực đẹp ấy. Không phải là bình thường ha. Chỉ có một con thôi. Nó đẹp như vậy đó. Đó. 350.000 lên cho em mã số 150 nhá. 150.
cổ sơ mi cho em. Mẫu này nó có về cổ tròn rồi. Hôm nay có về được một con cổ sơ mi. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Cổ sơ mi nhá. Lên cho em mã số 36. Mã số 36, 350 ngàn. Một con duy nhất. Các chị ơi chấm bài giúp em với. Chấm chấm giùm em với. Yêu cầu cái ông kia mai mốt cho cái ống mút bự hơn đi. Nếu mà đưa cái ống mút bự hơn không được thì làm ơn chặt 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 nhỏ cái chảy chay ra. Chứ bây giờ cái lỗ nó tịt làm sao mà em hút nước được đấy anh luôn ơi. À anh đang xem like hả? Anh lên anh luôn anh làm ơn. Anh cho em cái ống mút to hơn cái ống mút này dùm em, cái em mút nó tịt lỗ rồi em mút không được. Một là có cho em cái ống mút to hơn hay là phải chặt cái trái cây nó nhỏ hơn. Đó. Ba là khỏi cho ống mút đi. Nó to rồi đó. Chứ bây giờ sao em mút được nó tịt lỗ rồi. Rồi tiếp tục. Trời ơi con này một con duy nhất dùm em cái. Nó đẹp quá. Đẹp trên cả tuyệt vời. Lên cho em mã số. Mã số 87. Mã số 87 cho em. Mã số 87 cho em nhé. Mã số 87. Ôi ơi các chị đi đâu hết rồi. Hình như không còn ai coi live stream hay sao ấy. Hình như không còn ai xem hay sao ấy. Không thấy chấm không có gì hết hay không có lộn với gì hết hay là em còn bé những gì dạ đây đẹp chưa trời ơi các chị ơi đẹp quá. Phạm Diệu Linh alo rồi ok các chị ơi em tưởng các chị không còn ai ở đây nữa em sợ quá em sợ ma đứng mình em sợ ma quá chấm chấm bài em biết với em tưởng mình em đứng đây sợ ma quá. Eo từ 65 đến 90 trời ơi con này đẹp quá. Rất ngây con này có một con duy nhất thôi lại trời ơi. Đẹp quá. Phải một con không ta? Con này cô nhớ là như không phải một con. Cô nó có mẫu đó. Nó có mẫu sao? Hay là hôm qua mình tìm nó không ra? Nhức mắt quá tìm ngoài nhiều hàng quá tìm không ra. Đây này phải không? Phải con này không? Phải nó không? Nó đó. Nó kẹp ra đây. Đây. Trời ơi con này đẹp nha. Ma nó sợ em hả? À em hiền lắm luôn đó các chị. Nhìn này các chị nhìn này. Hoa 3D cực đỉnh như vậy này. Xin thề các chị mặc con đầm này lên người như một bức tranh luôn. Nhìn này. Nó đẹp như vậy này. Đẹp như một quý phi. Nương nương. Lên cho em mã số 215 nhá. Tuyệt đỉnh hoa rơi cho em. Tuyệt đỉnh hoa rơi cho em. Đẹp như một quý phi nương nương. 350 ngàn lên cho em mã số 215. Nhớ cái mẫu lên rồi nha con. Một con duy nhất cho em nhá. Một con duy nhất này. Một con duy nhất. Trời ơi đẹp quá. 215 thì Hà bỏ. Đậy hồn đấy con nói đẹp. Lên cho em mã số 123. 123 cho em. 123 một con duy nhất nhá. 215 chị Hà một con. Chị Tuyết một con này. Chị Hà một con này. Chị Tuyết một con này. Chị Tuyết một con này. Chị Tuyết một con này. Bỏ vô luôn đi. Đó. Đẹp lắm nha. Cho chị cho ai đó nhở. Phạm Diệu Linh một con này. Cho tình yêu Phạm Diệu Linh một con. Đây các tình yêu nhìn đi. Em xin thưa rằng thề các chị mặc con đầm 350 nhà em lên đó. Nó đẹp lồng lộn từ cổ xuống đến chân luôn. Đấy đi mua đầm ở đâu mà nó đẹp như thế đúng không? Đẹp miễn ship ngoài mà đẹp ở trong luôn. Miễn ship tận giường luôn. Đẹp từ trên xuống dưới. Đẹp từ dưới lên trên. Đẹp từ sang ngang bên hông thì đẹp hết cho em luôn nhá. Đó. Ôi trời ơi con này. Cái con này nè. Cái con này nè, hồi nãy có hai con mà hai người để chia ra hai đầu xào. Nói chung là chia ra hai đứa hai nơi, kẻ nam người bắc bây giờ còn một con. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa nhá. Đây, chị nào chưa chốt được con này thì chốt đi. Lên cho em mã số 164 nha. 164 cho em. 164 cho em nhá. Trời ơi con này mà chưa không chị nào chốt là đừng có tiếc nha. Con này em chưa có đăng hình đâu đấy, em mà đăng hình là các chị đừng có tiếc nha. Con này là một con siêu VIP đấy. Lại thần ơi, còn một con duy nhất thôi. Con này chỉ có một con thôi đấy, lên cho em mã số 123 nhá. Con này là một con siêu VIP đấy, không phải con bình thường đâu. Trời đất ơi, không nhìn ra độ đẹp của nó rồi. 164, 164 đây. Một con duy nhất, đây có một con duy nhất đây. 123 cho chị Song Trần. Một, đó, thấy chưa, em nói chị Song Trần bữa nay là em nói là nhúng chân vào show VIP rồi. Chị Song Trần hôm nay là nhúng chân vào show VIP rồi. Bình thường chị cứ bảo là chị mua cái này về chị bán là chị chưa tự tin. Nhưng vì thử lấy cái ảnh của em mang thử đăng. Thử thôi, mới có thử nhá thôi. Khách ngoi quá trời.
là bây giờ nhúng chân vào showbiz rồi. À, em nói các chị này buôn bán này, một khi các chị gặp Trúc Phương Nguyễn rồi là các chị phải giàu. Còn em thì các chị biết là chả giàu đâu, lúc nào cũng tè le tét nét như vậy này. Nhưng các chị hợp tác với em bảo đảm các chị sẽ giàu. Giàu vì gì? Giàu vì luôn luôn có siêu phẩm mà. Còn tiền bạc em chưa cần biết. Giàu vì siêu phẩm, luôn là siêu phẩm tuyệt đỉnh. Luôn luôn là uy tín tuyệt đỉnh nhá. Đó, đó đẹp chưa? Đó, các chị cứ nhúng chân vào showbiz nhà em đi. Ê, các chị không sướng em không lấy tiền. Một con duy nhất lên cho em mã số 277. 277. Em xúi. Ê, em xúi không có dại đâu. Các chị cứ thử đi nhá. Thử đi. Một con duy nhất. Không có con thứ hai nha. Một con duy nhất thôi đấy. Đẹp như một bức tranh không? Lên cho em mã số 76. Mã số 76 cho em nhá. Mã số 76 cho em nhá. Xong 76 đây. Nhúng chân vào showbiz rồi, chết rồi. Giờ là chị xong trần là nhúng chân vào showbiz rồi đấy. Em bảo đảm là nghiền lắm luôn ấy. Chị ơi, chị bấm hay là con chị bấm đây? Ê, cái này không chơi không. Cái này không chơi đổ thừa được nha. Cái này ai bấm đây? Cái này túm lại là mẹ bấm hay con bấm đây? Cái này mẹ bấm hay con bấm? Eo từ đừng có nói là bấm 100 con rồi tí kêu con bấm chơi đấy nha. Đừng có chơi cô kiểu đấy. Trời đất ơi. Cái này mẹ bấm hay con bấm? À, đùa chứ chị bấm đó. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, bà vừa làm sổ, bà vừa chị cũng được đấy. Bà làm sổ, bà cứ như tí mà nhả cái tấm hình này, mà nhả tấm hình này. Bà trời ơi, chị làm sổ kiểu gì vậy chị? Báo cáo kiểu gì vậy? Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em nhá. Lên cho em mã số 230, 350.000 biến ship cho em nhá, tuyệt đỉnh hoàng gia. Bà báo cáo, em ơi chị đang bận báo cáo rồi tí chị vào. Ờ mới nói xong, em ơi cái hình này đẹp quá, cái con này đẹp quá. Ủa bà báo cáo kiểu gì vậy? Trời chúa ơi, báo cáo kiểu gì vậy chị? 230 đây. 230. Một con ngựa cho em. Một con ngựa cho em nhá. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, mã đáo thành công. Những con ngựa là những con biểu tượng mã đáo thành công, rất là đẹp nha các chị nhá. Lên cho em mã số 245. 245 cho em 350.000 miễn ship này. Tang 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 tang. 350.000 miễn ship eo từ 65 đến 90. Chất von siêu mềm, siêu rũ, siêu mềm, siêu rũ nha. Lên cho em mã số 234. 234 cho em, 234. 245 cho chị Song Trần. 245 đây. 245 đây. Những cái mẫu một con em đang lên nhá, không có con thứ hai. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, một con duy nhất lên cho em mã số 2. Mã số 2 nhá, một con duy nhất. Một con duy nhất và chỉ có duy nhất một con đây. Duy nhất một con lên cho em mã số 272, 350.000. Một con duy nhất. Mã số 2 cho chị Song Trần. Mã số 2 lấy con. Một con duy nhất cho em. Eo từ 65 đến 90 lên cho em mã số 292. 292 cho em. Đây là con đỏ. Đấy số 2 đây. Đây. Chị Song Trần ơi, một cặp hồng đỏ. Tí em chị cho, em cho chị ảnh cái con cặp này. 272 cho chị Tuyết Mai. Chị Song Trần, em cho chị hình của hai cái con này về chị đăng lên Facebook của chị. Em bảo đảm cái Facebook của chị người ta nhoi không kịp chạy nha. Hai con này cực đẹp nha. Đây là một cặp nha. Đấy em đưa chị hai cặp, đưa hai cái con này một cặp này. Về chị đăng hai cái tấm ảnh này cho em. Em xin thưa rằng là chị không đắt hàng, em không lấy tiền. Đấy. Không ai mua con hai con này trả về cho em luôn cũng được. Đấy, em bao luôn như vậy đấy. À, rồi tiếp tục. Bỏ hai con đấy vào chị Song Trần đi. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, 350.000 lên cho em mã số 205, một con duy nhất nhá. Một con duy nhất. Cái mẫu công này còn có một con duy nhất này. Mẫu công này là một con nhá. Mẫu công này là còn một con duy nhất thôi. Lên cho em mã số 1. Mã số 162, 162 một con duy nhất nhá, mẫu công này. Con đỏ này hôm rồi tìm không ra, lòi ra một con duy nhất thôi nhá. Con đỏ này này, hôm trước ai cũng đòi con đỏ này không có nhá. Bữa nay là về được một con duy nhất thôi, lòi ra một con. Lên cho em mã số 139, 350.000. Đằng sau con. Con ngựa cho em. Một con ngựa. Eo 65 đến 90 á chị. Eo chun co giãn, eo từ 65 đến 90. Con ngựa cho em 350.000. Số 1 cho chị khách sạn Hồng Hơn. Lên cho em mã số 19. Mã số 19. Ủa số 1 đó con ạ.
Ở đây là nãy giờ một con duy nhất, là số 1 là con nào? Em không lên con số 1. 139 cho chị Tuyết Mai. 139 này. Không có số 1, em không lên số 1. Chắc là 19. 19 cho chị Lê Thị Hương. 19 cho chị Lê Thị Hương. Trời ơi, bà vô đúng lúc bà vô được con ngựa. Ê, trời ơi, chị Hương ơi, có một con ngựa chị ơi. Xin thề chị nhận con ngựa này vào. Về nó đẹp, không chịu được. Không chịu được. Đó. Cái con 205 này các chị này, em không có thời gian để em dơ lâu để em giới thiệu. Em nói thật, nhiều hàng quá không có thời gian dơ lâu để giới thiệu. Con này nó đẹp mỹ mãn luôn đấy. Nhìn này. Cái chất của nó, các chị mua về em bảo đảm các chị chỉ muốn mang vào tủ cấp mẹ đi. Bán buôn gì giờ mà con đầm rẻ quá vậy. Thề bán buôn gì giờ con đầm rẻ quá, không lẽ giờ cắt hết đi. Thật luôn đấy. Lên cho em mã số 205 nhá, 205. Và bây giờ uống miếng nước, em mời các chị uống nước nha, nước trái cây. Ống hút nhỏ xíu à, hút không được. ống mà xem lại chị. Ống lại. Con lấy một con ra đi con, tiếp tục cái con hồng ra đi con. Lấy mẫu ra cho cô, lấy mẫu ra cho cô. Cô lai tới cái càng của con. Không được một tí nước nào trong tay mới được. Đấy, trời ơi. Các chị ơi. Chậm chậm 2 giây để các chị có thời gian bỏ tay vào bàn phím. Con này mà chị nào không chốt được thì đêm nay về ngủ mà có ngon mới là lạ ha. Ngủ có ngon mới là lạ. Một con tiền triệu như thế này mà Trúc Phương Nguyễn bán 350.000. Lạy thần ơi, nó đẹp. Đó, 350.000. Lên cho em mã số 74. Mã số 74. Trời đất ơi, nó đẹp lắm rồi chị ơi. Cái màu nó trầm mà nó đẹp kinh hồn à. Xin thưa rằng là nó đẹp. 350.000 lên cho em mã số 74 nhá. Mã số 74 cho em. 74 cho chị Song Trần. Mã 74 chị Song Trần này đẹp lắm các chị ơi, nó đẹp lắm luôn ấy. Đây. Còn không? 74 còn chứ, còn được mấy con thôi. 74 cho chị Hà nó đây. Đẹp lắm, chị nào mà không chốt là tiếc đã chịu nha. Chị Hà võ một con này. Hà võ một con. Chị Tuyết Mai ơi, nhanh tay lên các chị ơi. Đẹp lắm nha, con 74 này. Đưa đây cho cô cầm. Trời đất ơi, nó đẹp vô cùng luôn ý. Chị nào mà chưa có con này chốt đi. Con này nó đẹp tuyệt vời luôn ý. Mã số 74 cho em nhá. Đẹp vô cùng, tổ quốc ta ơi. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Mã số 74. Đẹp kinh khủng ha. Trời đất ơi, nó đẹp. Phải nghiện luôn á, phải nói là nghiện luôn. Cái quỷ này nó cứ rớt xuống dưới. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Trời con này đẹp đấy. 74 cho cô một con, để im nó đi con, để im nó đi, chỗ đấy rộng rồi, moi làm gì. 74 cho chị Hồng Vũ một con. 74 cho chị Nhung Ruby chứ. Nhung Ruby con này. Chị Nhung Ruby một con nữa này. Rồi chị Nga Nga một con hết. Em nói mấy cái mẫu này đẹp lắm, các chị không chốt là các chị tiếc đáng chịu. Khi mà xem lại livestream những mẫu này không bao giờ còn ha. Chị nào mà hôm nay không vào mà xem lại livestream những mẫu như thế này không bao giờ còn đâu. Đó. Rồi chị ngang là hết nhá. Các chị ơi, các chị nào mà khách mới thì inbox liền cho em số điện thoại và địa chỉ vào trang fanpage của shop Si Tuyển Trúc Phương Nguyễn nhá. Để ngày mai em giao đơn cho các chị, em miễn ship cho các chị nhá. Miễn ship tận giường. Con này cái màu đẹp quá trời như thế này. Dễ thương không? Dễ thương chưa? Các chị nhìn này. Đó. Đôi mèo tình nhân gì đấy. Người ta ở nước ngoài ấy, người ta rất là yêu quý mèo, chó mèo ha. Cho nên là những cái con thú cưng này nó được lên cái biểu tượng con đầm thú đẹp quá. Lên cho em mã số 239. 239 cái màu quá đẹp. Mã số 239 cho em. Các chị mua con đầm Nhật như thế này nó vài triệu bạc, hơn chục triệu bạc. Bây giờ mua con đầm Hàn có 350 miễn ship tận giường, đùa chứ nó đẹp kinh khủng. Hết rồi, 74 hết rồi. Lên cho em mã số 239. 239 cho em. 239. 239 trả con bảo đó đi. Hết mẫu này mình còn mẫu khác, không có thiếu ha. 239 cho con Tùng. Trời ơi, bức tranh 239 số con rồi. 239 cho Vũ Tùng này. Tiếp tục cho em. Chị Nga Nga ơi, inbox cho em số điện thoại địa chỉ vào tên. Đây là những con tuyệt phẩm mà. Đây là em về bộ sưu tập tuyệt phẩm hoa rơi. Các chị nhìn đấy, mà con đầm nhà Trúc Phương Nguyễn lên 350 mà nó đẹp như vậy, các chị có muốn không? Sang như vậy các chị có muốn không?
Em nói thật, tiền triệu mà bây giờ Trúc Phương bán 350 miễn ship tận giường luôn. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, lên cho em mã số 115 nhá. Mã số 115, rất mong các chị giúp em chia sẻ bài nhá. Một chị cho em xin một nút chia sẻ. Chị nào buôn bán thì không cần phải chia sẻ về trang cá nhân đâu. Vì chén cơm các chị em không muốn nhảy vào. Các chị giúp em chia sẻ lên hội nhóm em cảm ơn. Còn các chị cách lẻ, các chị chia sẻ em tùm lum mọi chỗ cũng được, em cảm ơn nhá. Hội nhóm rồi trang cá nhân, rồi họp chợ, họp hành rồi đấy. Đấy, nói chung là càng họp chợ các chị chia sẻ vào cho em càng mừng, em cảm ơn các chị nhá. Đấy. Yên tâm đi, hàng của em cực đẹp, các chị cứ chia sẻ em vào những chỗ họp chợ ấy, nó không có tan chợ đâu, yên tâm nhá. Dạ, inbox vào tin nhắn giùm em nha chị. Còn cái live stream Trúc Phương vào họp chợ tan mẹ chợ. Inbox vào tin nhắn giúp em nha, em có vẫy tay cho chị rồi chị Nga Nga. À, chồng em có vẫy tay bên cái tin nhắn cho chị Nga Nga rồi. Chị Nga Nga vào cái tin nhắn chờ ấy, mở ra và inbox vào cho nhà em nhé. Để nhà em trả lời tin nhắn vào trong đó cho các chị biết cái bên live mua hàng ha. Đó. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Trời ơi nó đẹp như vậy này. Ờ, cái biển số điện thoại là biển số xe nhà mình á. 8818. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Lên cho em mã số 80, mã số 80 cho em nhá, đẹp quá. Mã số 80 cho em này. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Cực kỳ đẹp cho em nhá. Toàn những con tuyệt phẩm như thế này. 80 cho chị Song Trân. 80 cho xuống một con đi con ơi, 80. Đẹp lắm, toàn những con đẹp thôi. 80 còn không? Còn. 80 cho chị Võ Tùng. Đây, 80 cho Võ Tùng này. Toàn những hàng đẹp như thế này mà rẻ quá trời mà. Đâu có. À, dạ được kiểm hàng các chị nhá. Được kiểm hàng thoải mái, chị nào mà không tin tưởng cứ kiểm hàng thoải mái. Đừng có đùa giỡn trên công sức lao động của em là được. Hàng nhà em tự tin toàn quốc ha. 1000 người khách mua hàng nhà em chẳng có ai xem hàng ấy, nhưng người ta vẫn mua hàng và mua nhiều đằng khác. Mua tiền tỷ ra đằng khác. Cho nên các chị đừng có lo gì một con đầm mà các chị cứ sợ em lừa đảo. 350 một con đầm không có gì lừa đảo đâu. Đấy, còn miễn ship tận giường nữa, cho nên các chị yên tâm ha. Cho dù các chị không xem hàng mà khi nhận hàng rồi, các chị mở hàng ra không hài lòng, alo cho em ngay. Em trả luôn cho các chị 350 nhá. Không mất một xu nhá. Đấy, cho nên các chị không cần phải đặt vấn đề với em về coi hàng hay không coi hàng đâu nhá. Rồi. Con này lên cho em mã số 218. Mã số 218 cho em nhá. Mã số 218, 350.000 được miễn ship. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Trời, con này đẹp quá. Ủa, chị Hà đi đâu rồi vậy? Chị Hà đi đâu rồi? Hàng đẹp vậy mà đi trốn là tiếc đáng chịu nha. Đẹp, đẹp quá trời. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em nhá. Lên cho em mã số 15, ấy, mã số 90 nhá. Mã số 90 cho em này. Mã số 90. Trời ơi, chị Hà ơi, mấy con này đẹp quá à. Mã số 90 cho em à. Mã số 90. Mã số 90. Chụp đổi mẫu cho cô lẹ. Trời, con này đẹp vậy. Eo. Có hai con rồi. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Con này không có nhiều ha, phiên bản giới hạn. Đây là con tuyệt đỉnh ha, mẫu tuyệt đỉnh phiên bản giới hạn ha. Chỉ có 1 hoặc 2 con thôi. Lên cho em mã số bao nhiêu đây? 175 nhá. 350.000 và được miễn ship. Mã số 175 cho em nhá. 350.000 và được miễn ship để đây. Đưa con kia đây luôn. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Rất đẹp như thế này ha. 350.000 và được miễn ship cho em. Lên cho em mã số 24. Mã số 24. Mã số 24 cho em. 175 cho chị Hà Võ này, đẹp quá, con này đẹp quá. À. 24 cho chị Thiên Bình. Đó, chị Thiên Bình này. 24 cho cô con 24. Chịu không nổi. Rồi cái con 175 này này, cái con này là con siêu VIP ạ. Mấy tỷ con hàng em mới được có 2 con thôi đấy. Được có 2 con thôi đấy. Cái con 175 này, em mua cả bao nhiêu con hàng mấy bao nhiêu là con hàng mới được có 2 con thôi đấy. Không phải có được, không phải đơn giản đâu. Rồi tiếp tục này, eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Chất von của con này bao nghiền ha. Đó, con này họa tiết của nó cực rực rỡ luôn, cực đẹp luôn. Các chị nhìn này, hoa 3D của nó cỡ này này. Đó. Đó, cái này nó nghiêng về cái ngày hội hoa đấy. Các chị thấy không? Những cái ngày hội hoa người ta mặc những con đầm này cực đẹp luôn ha. Đây là những con đầm người ta gọi là đầm hội hoa đấy. Lên cho em mã số 196, 196 cho em nhé. 350.000. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Rất nhẹ nhàng như đầy xe hàng. 196 cho chị Thiên Bình.
350.000 lên cho em mã số 137. Mã số 137 cho em nhé. Mã số 137 cho em. Mã số 137 dạ con ạ. Phiên bản giới hạn. Đẹp quá. Đây là những con đầm phải nói đẹp kinh khủng khiếp ha. 350.000 lên cho em mã số 183 nhá. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Chất von siêu mềm siêu rũ cho em như thế này. 350.000 lên cho em mã số 183. 183. Ôi mẹ ơi con chết rồi. Sao nó đẹp dữ vậy? Thần Linh ơi. Cái này cô phải cắt đi con này để làm xui với con mai mốt cô làm mẹ chồng mà cô mặc chứ. Thôi đẹp quá. 183 cho chị Song Trần. 183 cho chị Song Trần. Cho cô Song Trần đi con. 183 đây. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Lên cho em mã số 35 nhá. Mã số 35 dưới xin nó đẹp. Trời ơi. Mã số 35 cho em. Mã số 35. Nắng quá. Buổi trưa đây nó nắng giá mà. Đây. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em nhé. Chất von bao mềm bao rũ cho em. Toàn những con tuyệt phẩm thôi các chị nhé. Đó. Đó. Rất là đẹp cho em nhé. Các chị chốt chắc nha. Nhà em là vô hàng. Nhà em mua hàng nó có một cái nét văn hóa rất là đâu vào đấy. Không có cái kiểu như là mình cứ chốt bừa rồi mình xả. Nhà em là không có cái quy tắc đấy. Cho nên các chị cứ chốt phải chốt chắc giùm em. Đấy. Riêng các chị khách mới mà chốt một con đầm mà bảo xả ra là em nghỉ chơi các chị luôn. Em từ các chị luôn. Là em chặn Facebook các chị luôn. Tại sao nhà em không có cái kiểu chốt hàng rồi xả. Cho nên các chị giúp em chốt là chốt chắc nha. Để cho các chị khác nhìn thấy cái live stream của em là một cái live nói không với hàng xả. Một cái live stream mà mình mua hàng nó thật là thuận lợi từ đầu đến cuối. Không có cái chuyện lộn xộn đổi xả ở trên live. Đấy, rất mong các chị hợp tác với em để mình có một buổi live thật là hoàn hảo nha các chị nha. Đó. Chứ bây giờ các chị thấy không, đầu live người ta live chết cha chết mẹ đi. Bây giờ các chị chốt cho đã đi, cuối live các chị lại xả ra. Tội nghiệp tụi em không, đúng không? Tội nghiệp lắm. Em đã vậy rồi còn các bạn nhân viên nhà em cũng cực khổ đi tìm cái bộ bỏ vô đo vô bọc vô này kia cực lắm. Thế cho nên em muốn để mọi người luôn luôn có một cái buổi live hoàn hảo. Mong các chị hợp tác với em ha. Còn chị nào không hợp tác mà cứ xả em cho chặn Facebook luôn là các chị sẽ không được vào nhà em mua hàng nữa. Đấy. Rồi, con lại lên cho em mã số 92 nhá. Mã số 92, 350.000 và được miễn ship nha. Đó. Em nói chị Song Trần mà không tập trung vào là em nó mất những con đẹp đáng chịu, đúng không? Tập trung vào. Đẹp như thế này này. Em nói toàn những con đẹp thôi. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Chất von bao mềm bao rũ cho các chị nha. Bao mềm bao rũ. Nó đẹp như một bức tranh như thế này à. Đẹp như một bức tranh. Lên cho em mã số 63. Mã số 63. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Chất von bao mềm bao rũ cho các chị luôn. Rất đẹp như thế này ha. 350.000 lên cho em mã số 28. Mã số 28 cho em nhé. 103 cho chị Song Trần. 103. Một lùi lại. Đó. Hình như 63 á. Hình như không có mã số 103 á. 28 cho chị Song Trần. 28 đây. Hình như không có 103 mà có số 63 á. Có số 63 rồi. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em nhé. Ôi nó đẹp. Những ngày hội hoa của các chị như thế này có đẹp không? À con trước con 28. Con trước con 28 là con 63. Con này con 63. Đây con 63. Ok con 63. Rồi ok chị ơi ông chị. Rồi ok chị. Con này lên cho em mã số 95 nhé. Mã số 95 đẹp tuyệt vời ha. Mã số 95. Một con duy nhất nha. Đây là những mẫu mà người ta gọi là cái gì? Tuyệt đỉnh hoa rơi. Tuyệt đỉnh hoa rơi cho em. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Chất von bao mềm bao rũ cho các chị luôn nhá. Lên cho em mã số 45. Mã số 45 cho em 350.000 miễn ship. Một con. Mẫu đó có hai con, mẫu này có một con đúng không? Một con, mẫu này có một con này. Đây con này ta thấy giống lấy trong rèm đỏ tao ra vậy. Đây con này giống lấy trong rèm đỏ của tôi ra trời. Con này làm để làm mẹ chồng mà.
để làm xui mà. Thấy giống quá. Thấy giống quá à. Để chú thôi, con này đắt tiền lắm nha. Con này bình thường mà các chị không dịch Covid các chị bỏ ra phải cho em 2 triệu rưỡi mới mua được con này. Chứ rẻ đâu. Con này đắt tiền lắm, nếu có một con duy nhất thôi đấy. Lên cho em mã số 264 nha, 350.000. Mã số 264, một con duy nhất nha. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Chất von bao mềm bao rũ cho em nha các chị nhìn này. Nó đẹp quá trời đẹp như thế này. Đẹp quá trời như thế này. Đó, hoa và có hổ nhé. Eo từ 65 đến 90 lên cho em mã số 193, mã số 193. Các chị ơi chấm bài hộ em với, chấm bài chấm bài giúp em với. Chấm bài giúp em với. Không có cái chấm nào hết trơn á. Không có cái chấm nào hết trơn, màn hình nó đơ hết rồi. Buồn lắm. Lên cho em mã số 116, 116 nhá cơ. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Mã số 116 ha, 116 350.000 miễn ship. 116. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Chất von bao mềm bao rũ cho các chị luôn nhá. Cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp. 146 thì không trời. 116 á con, con 116. Bà vừa làm bà vừa chốt rồi bà không nghe rõ. Cái con này đẹp lắm. Chị Hà đâu rồi, cái con này đẹp quá trời, chị Hà đang làm gì rồi? Chị Hà Võ ơi, cái con này đẹp lắm luôn á. Con này nó đẹp cực kỳ luôn á. Đây, 116. Rồi con này lên cho em mã số 132 nhá. 132 cho em. 132, mã số 132 cho em. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, mã số 132. Con này lên cho em mã số 160 nhá. 160, trời ơi nó đẹp. Chất von bao mềm bao rũ cho em. Đó. Trời ơi con này đẹp quá. Trời ơi phải ngừng lại một lúc lâu lâu, các chị ngắm mà đẹp quá à. Lên cho em mã số 160. 132 còn không? 160 cho em. 160, 160 cho em này. 132 cho chị Võ Tùng. 116 cho chị Nhung Ruby. Võ Tùng. 116 đâu xuống này? 116 là con này. 116 đây. Nhung Ruby. Thêm một con mã số 160 đi. 160 cho chị Võ Tùng. 160 là con trắng con đang cầm này. 160 có mấy con? 160 có 2 con thôi nhá. 160 có 2 con nhá. 160 cho chị Võ Tùng một con, với con chị nào một con nữa? Một sáu mươi cho chị Hằng Nguyễn này. Chị Hằng Nguyễn là khách mới, inbox liền cho em số điện thoại địa chỉ vào cái trang fanpage của em nhé. Trang fanpage của shop Si Tuyển Trúc Phương Nguyễn cho em nha. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, là trời ơi con toàn những con đẹp thôi. Con nào cũng đẹp quá chị ơi. 350.000 lên cho em mã số 11. Mã số 11 cho em. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. 350.000 lên cho em mã số 215. Mã số 215 cho em này. 215, mã số 215. Lấy cái đó một con mà nãy nó cùng bên kia. Chỗ đây nó có một con bình thường này. Con này nãy có mới lên đấy. Không. Và đây con ngựa. Con này con ngựa. Cái này không? Con này đúng không? Nhưng con này nó chung với con kia. À đó đấy. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em một con ngựa. Rất đẹp cho em nhé. Lên cho em mã số 258. 258 cho em nhé. 258, mã số 258. Anh ơi kéo cửa, đóng cửa đi anh. Đóng cửa vô đây. Đóng hết cửa vô đây. À, xe của anh đậy bạc rồi chưa? Này. Đẹp quá. Kẹp kẹp vô luôn đây, kẹp kẹp sát luôn. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Con này đẹp nhờ. Đẹp quá. Lên cho em mã số 54 nhá. Mã số 54 cho em, mã số 54. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Trời ơi nó đẹp. Đẹp quá trời các chị ơi. Trời ơi con đầm nó đẹp quá. Đấy con này các chị đăng lên Facebook mới đẹp.
Lên cho em mã số 59 nha. Mã số 59, mã số 59. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Chất con bao đẹp cho các chị ha. Bao đẹp, bao đẹp. Lên cho em mã số 60, mã số 60 cho em. Mã số 60, chấm bài đi chồng. Chấm rồi. Eo từ 65 đến 90 chấm đâu? Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em nhé. Trời con đẹp quá. Trời ơi, con áo cũng đẹp quá chị ơi. 350 ngàn lên cho em mã số 4. Mã số 4 cho em nhé. Mã số 4. 159 Volter à? Không có cái nào Volter hết. Ở đây không có cái nào Volter hết đó. Hàng cao cấp mà Volter cái gì? Hàng von xịn á. Von rũ, von xịn nặng tay á. Không có Volter con gì hết trơn á. 60 thôi thì xong chân. Con nào nó cũng đẹp mà von rũ nặng tay đã là hàng siêu phẩm 350 rồi là phải von rũ nặng tay. Von là phải cầm lên là phải chất và ngất. Chứ không có tơ tiết gì ở đây hết. Von này là von tuyệt đỉnh von á. Von gọi là von siêu cấp á. Rồi con này là mã số 4, số 4, số 4. 4 trả về. Eo từ 65. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa nhá. Ồ con này đẹp thế nhỉ. Chất von của nó cực kỳ mềm rũ các chị nhá. Cực kỳ là mềm rũ luôn đấy. Rất là mềm rũ như thế này. Đây là những cái dòng tuyệt đỉnh. Đã nói đến hàng 350 nhà em rồi thì các chị cần hỏi chất luôn nha. Tại vì những cái con này nó đẹp cực kỳ luôn. Lên cho em mã số 199 nha. Chất von cực kỳ xịn cho em nhá. Mã số 199. Rồi em đã nói một con đồng tiền triệu mà bữa nay bán 350 thì các chị cần gì hỏi. Không cần phải hỏi chất luôn. Chất này chị trả lời một câu là chất ngất luôn á. Chất ngất luôn nha. Đẹp lắm. Một chín chín mấy con? Dạ hai con. Chị Nhung Ruby một con nữa hết. Chỗ này có cái ống hút bự không à? Sao phiền, tao phiền, tao uống nước cũng khổ, tao biết. Đợi em đang ra, em không có mút được, múc được. Uống đến nỗi mà uống cái ly nước nó cũng khổ đó chứ. Là mang vừa cho em. Đẹp nhờ. Trời đất ơi nó đẹp. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Lên cho em mã số 26 nhá. Mã số 26. Tuyệt phẩm hoa cho em. Đấy các chị nào yêu hoa, yêu hoa rơi vào đây. Trời ơi các chị nào yêu hoa thì vào đây ngất ngây với hoa nhá. Đẹp tuyệt vời như thế này. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Lên cho em mã số 254. Mã số 254 các chị nhìn này. Chất von nó phải đẹp thì hoa nó mới rõ như vậy được. Chứ von nó không đẹp các chị làm sao mà các chị lên một cái hoa 3D nó như hoa thật được như thế này. Một con đầm mà hoa như hoa thật như thế này thì von nó phải đẹp cỡ nào đúng không? Đẹp cực kỳ đẹp. Không phải dùng một từ đẹp mà phải ngàn từ đẹp cho nó ha. Lên cho em mã số 254. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Chất von bao mềm bao rũ cho các chị ha. Trời ơi đẹp lắm luôn đấy. 350 ngàn lên cho em mã số 135. 135 cho em này. Màu trầm đẹp chưa? Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Rất là đẹp như thế này. Không, phải kêu anh Trọng ấy kéo ra các cái ống nước ấy. Lệ cho em mã số 154. Mã số 154 cho em. Mã số 154 cho em. Qua tiệm điện mua khúc ống nhựa. Em giết thì thu bây giờ. Em giết thì bây giờ. Trời em mua được ly nước cái ống nhỏ xíu cái mút không được à, trái cây thì nó nghẹt cái lỗ. 154 cho chị Hằng Nguyễn. Đẹp quá. Con này đẹp nha. Em nói em phê mấy con này quá. Không, mua cái ống mà người ta chạy điện á. Mấy cái ống mà mấy ống nhựa mà người ta chạy điện trên nhà, trên trần nhà á. Ống đó hút mới được. Chứ bây giờ người ta chặt trái cây to quá rồi ống hút nào hút vừa. Đó, lên cho em mã số 198. 198 cho em. Mã số 198 nhá. 350 ngàn miễn ship. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Ôi, con này đẹp. 350 ngàn. 350 ngàn cho em. Lên cho em mã số 206. Mã số 206. Eo từ. Trời ơi. Trời ơi, nó đẹp.
Thôi không chơi mấy cái ống xả ruột gà nữa đâu, không chơi mấy ống ruột gà nữa đâu, không chơi đâu. 206 chị cho chăm xong trần. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Quá trời đẹp luôn. 350 ngàn lên cho em mã số 3 con số 2. 3 con số 2, 206 cho cô. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Trời ơi các chị nhìn này. Tuyệt đỉnh hoa rơi ha. Tuyệt đỉnh hoa rơi cho em. Lên cho em mã số 281. 281, 350 ngàn. Con nào khó lôi con lôi ra đây cho cô. 222 cho chị nào bỏ. Cho cô con 22. Đây. Không con này. Con này là nãy con để chỗ nào rồi ạ? Đây nè. Rồi đây, ban số 2 đây. Rồi ban số 2 chị Hà Võ này, đẹp quá, con nào cũng đẹp. Con này đi, con này chưa lên này. Con này vừa lên hả? Con này vừa lên, bỏ qua. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. 222 còn không? Còn. Cho chị Lê Thị Hương con. Cho chị Lê Thị Hương ba con số 2 nữa này. Cho chị Lê Thị Hương ba con số 2 đây nhá. Đẹp quá. Yêu đẹp nhỉ. Phải nói em nói thật các chị con nó cũng đẹp thôi. Eo từ 65 đến 90 là các chị mang vừa hết cho em nhá. Lên cho em mã số 288 350 ngàn. Mã số 288 nhá. 288. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Em phải nói là tuyệt đỉnh hoa nhà em là hôm nay là về nè. Cả một nùi hoa. 350 ngàn lên cho em mã số 33. 288 thì Thiên Bình. Eo 288 xuống con ơi. Mèo Hoàng Gia. Xin thưa rằng nó đẹp. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. 33 cho chị Mộng Xuân. Lên cho em mã số 282. Trời ơi đẹp quá. Chị Mộng Xuân mê màu sắc nhỉ. 282 chị thích mặc maxi hoa. Mà phải nói những con maxi hoa của chị đẹp. Mà những con vin hoa nó cực kỳ đẹp không chị ạ? Đẹp lắm. Thần linh nó đẹp. Rồi đất mẹ tôi nó đẹp. Nhiều khi cầm con đầm lên phải á lên các chị ạ. Phải á lên, phải hét lên ấy. Phải gầm lên, rú lên ấy. Trời ơi đẹp quá. Lên cho em mã số 48 nhá. Mã số 48. Nói chung cái mẫu này chỉ muốn đem đi giấu thôi. Có bán buồn gì được cái mẫu này hết trơn. Xin thề mẫu này nó đắt tiền lắm luôn. Bình thường tụi em mà không dịch ấy, tụi em mua một con được như thế này này. Giá sỉ tụi em mua vào không chưa 1 triệu một con. Mà đợt này dịch lớn cho nên là em mua số lượng nhiều lắm. Người ta ưu ái cho em được một vài con thôi á. Số lượng có hạn ha. Nói chung là con này cất đi cho cô một con mới mốt cô làm mẹ chồng này. Lên cho em mã số 231. Mã số 231 nhá. 231. Đây cất đi con này. Cô cầm nó tí đi. Con tí ta mua hết rồi ta không được cầm tao tiếp. Cô đẹp quá. Mã số 231 cho em nhá. 231 cho chị Hà Võ. Chị Hà Võ một con này. Hoa Hoàng Gia đó chị. Hoa đúng là đẹp luôn. Cho Nhung Ruby còn nào không? Ruby. Cho Nhung Ruby một con. Hai con. Đây hai con hết luôn. Hết nhá. Đấy. Em mua cả tỷ con đầm đấy. Được hai con. Được mấy con đấy. Các chị vô nhà em mua vài con cũng được mẫu đấy. Các chị thấy thích không? Chọn thoải mái luôn. 231 em hết rồi nhá. Rồi tiếp tục. Trời ơi mẹ ơi nó đẹp. Trời ơi chị cố giết em đi chứ bây giờ nó đẹp như vậy. Thật đấy em cầm một con đầm lên mà em muốn ngã nghiêng luôn. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa lên cho em mã số 174 nha. 174 cho em. Mã số 174 cho em. Chị Liễu Thị Loan. Khách mới hả? Chị Liễu Thị Loan cái mã số 231 nó hết mất tiêu rồi chị ạ. Chị là khách mới à? Phải không? Phải chị là khách mới không? Hay khách cũ? Lạy thần ơi con này nó đẹp. Thần Linh ơi. Con này đẹp nhờ. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Lên cho em mã số 124. 124 cho em nhé. 174 cho cô đi con. 174 cho chị Nhung Ruby. 174 cho chị Nhung Ruby nè. Đẹp lắm chị Nhung Ruby. Chọn hàng đúng xuất sắc luôn đấy. 231 cho chị Sông Trần. 231 cho chị Sông Trần kìa. 231. Cô vừa đưa được con nào? Con cô vừa lên là con bao nhiêu? 124 à? 231 là con... Đang cầm dưới tay vậy. Không, 231 con hết rồi. Con đấy chị Dung Ruby chốt hai con hết rồi. 231 hết rồi, Dung Hồng
chắc đang đang làm quay lên đó. Chị phải tập trung vô chốt hàng trước đi. Không tập trung vô chốt hàng là hết hàng đẹp rồi đó, thấy chưa? Là hết chứ con ưng ý rồi, thấy chưa? Rồi con này lên cho em mã số 190 nhá. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Chất von bao mềm bao rũ cho em nhá. Em nói luôn nha các chị nhìn này. Đây không phải là bị lỗi đâu nhá, các chị nhìn rõ giùm em nhá. Ở đây là những cái họa tiết trên vải cho em nhá. Các chị có nhiều người nhận con đầm về như vậy mà các chị bảo em là nó lỗi rồi, các chị bảo các chị gửi đồ cho em biết làm sao luôn đấy. Con đầm nó không một tì vết rờ vào, không một tì vết nào hết. Mà các chị bảo lỗi thì em cũng thua thôi, không có phải lỗi đâu nhá. Đấy. Đấy, ở đây nó có hai con, ba con y chang như nhau, không có phải lỗi đâu. Các chị nhìn kỹ con đầm giùm em. Đây là những cái họa tiết ở những sợi vải nó như thế này. Không lỗi một tí nào nha. Các chị rờ, chị nào mà rờ vào mà cảm nhận nó gợn hay là nó xầy á, các chị cứ trả cho em thoải mái luôn. Nhưng mà đây là không gợn không gì hết nha. Đấy, lên cho em mã số 190 nha. 190 đẹp lắm luôn ấy. 190 bao đẹp nha. Nhiều khi không nói các chị biết, các chị về các chị cứ bảo lỗi. Không biết làm lỗi cái kiểu gì, có lỗi gì đâu, không lỗi một tí nào hết. Con đầm này toàn những con đầm tiền triệu mà hạ xào người ta nâng niu từ, em phải nói người ta nâng như nâng trứng ấy chứ đâu phải bình thường đâu. Lên cho em mã số 110 nhá. 110 nhá. À. Đẹp không? Đẹp nhờ. Đó. Lên cho em mã số 110 này, 110 cho em. Con ngựa cho em. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Lên cho em mã số 185. Mã số 185 cho em nhé. Mã số 185 350.000 và được miễn ship cho em. Mã số 185 ha. Mã số 185. Thấy chưa? Eo từ 65 là... Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Lên cho em mã số 239. Mã số 239 cho em. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Đẹp cực kỳ ha. Lên cho em mã số 115. 115 cho em nhé. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Lên cho em mã số 80. Mã số 80 cho em này. Mã số 80. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Lên cho em mã 218. 218 cho em nhé. Cái này con bỏ qua, con đi lên cái mẫu cái số 2 không. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Đẹp như một bức tranh ha. Lên cho em mã số 165. 165 cho em này. 165. Cái số, à, cái số 1, cái số 1. Đội ủ trô nó đẹp. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em nhé. Họa tiết hoàng gia. Bây giờ em sẽ chuyển sang dòng họa tiết nha. Đây là những con họa tiết hoàng gia cực đỉnh ha. Cực kỳ đẹp. Đồng giá 350.000 ha. Đó. Đẹp quá trời. Lên cho em mã số 276 cho em nhé. Mã số 276. Con lấy móc. Mấy kẹp này kẹp quá. Lấy mấy kẹp này kẹp quá. Lên cho em mã số 276 cho em nhé. 276 cho em. 276 cho em này. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Cổ sơ mi nhá. Lên cho em mã số 90. Mã số 90 cho em. Mã số 90 276 cho cô một con màu tím này. Một con màu tím 276. Đây màu tím. Màu tím đẹp quá. Con này lên cho em mã số 90. Mã số 90 cho em này. Mã số 90. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Lấy số 90 xuống cho cô. Ôi mẹ ơi cái này nó đẹp. 90 xịn sóc đặt. Eo từ 65. Trời ơi. Trời ơi đẹp quá. Con này đẹp quá, lên cho em mã số 115 nhá. Mã số 115 cho em. Mã số 115. Mẫu mới. Mẫu mới cho em nhá. Mẫu mới tuyệt đỉnh mẫu mới nha. Trời ơi. Em xin thông báo những con nào mà các chị chưa ai có thì em sẽ thông báo là mẫu mới cho các chị chốt thoải mái nha. Mẫu mới. Lên cho em mã số 218. Bày chó kìa cưng không? 218. 115 đây xong chẳng. Chúa tôi cái này bày hổ chồng ơi. Đi vô nhà người ta thấy bầy hổ tưởng bầy chó nó cắn tan xác ra thì sao? Con hổ không phải là con chó. Chúa tôi. Con hổ đó. 218 cho em nhá. Đẹp xuất sắc cho em.
Đẹp xuất sắc, mẫu mới nha, mẫu mới, mã số 218. Đồ đẹp quá. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. 350.000 lên cho em mã số 80. Mã số 80 cho em nhé. Mã số 80, đẹp tuyệt vời ha. Mã số 80. Đây con này của cô. Con này với cái này, mang con đó đi con. Con đây có mấy cái con, ở đây có mấy con, bỏ vào trùng chỗ đi. Ê, đừng trẻ, đừng xiên nó qua bị á. Đúng không? Ừ. Ừ. Ok. Hết hồn, thiệt cả mình. Đây, đừng ôn, đưa mẫu cho. Trời ơi, dây xích. Họa tiết dây xích cho em nhé. Các chị nhìn này. Nhưng có đầm dây xích như thế này đẹp không? Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Toàn những con đầm dây xích tuyệt vời đẹp nha các chị nha. Toàn những mẫu dây xích quá trời đẹp. Lên cho em mã số 174 cho em nhé. Mã số 174 cho em. Rất rất đẹp nha em ha. Hai con. Con này có hai con, kiểm tra kỹ coi. Này con sọc con nào vô một vô nó rồi. Con này có gì thì có hai con. Chắc đứa nào sọc xẹt gì đâu rồi. Đó đó, từ từ coi. Quay lại, quay ngược lại. Quay ngược lại coi. Rõ ràng cô nhìn thấy hai con. Anh con đấy đâu? Trời ơi, cô nhìn rõ ràng hai con mà. Hai con mà, hai ba con, ở đó, hai ba con nhưng mà hai con nữa. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em nhé. Con này đẹp xuất sắc các chị nha, đây là con ngựa đẹp xuất sắc ha. Lên cho em mã số 282. Mã số 282, đây là một con tuyệt đỉnh ha các chị ha. Con này về là hết ha. Không có nhiều đâu. Mẫu này người ta gọi là phiên bản giới hạn. Lên cho em mã số 282. Mèo. Mèo bắt tay nhá. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Lên cho em mã số 48. Mã số 48 cho em. Mã số 48 nhá. Đẹp quá. Mã số 48. 282 xuống. Nó chặt quá không? Nó chặt quá con B1 hay mẫu bỏng ra cho cô này. Cho nó động này. Con này lên cho em mã số 48 cho em nhá. Mã số 48. Đấy, lấy một vài mẫu bỏng ra cho nó rộng này. Chặt quá không nhoi được. Quỷ sứ tụi nó để chặt quá xong cứ chị được. Trời ơi, chặt được không? Được, được. Chặt được nhưng mà có lấy ra được không? Không. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Lên cho em mã số 33. Mã số 33 nhá. Một con hổ rất đẹp cho em nhá. Chất von bao mềm bao đủ như thế này. Mã số 33 cho em. Mã số 33. 48 trả về vị trí cũ. Rồi đến lúc tìm mất công lại đi tìm chỗ này. Con lấy tới đâu con lấy từng mẫu đừng bị sót mẫu. Cái mẫu trắng nó có bị sót rồi đó. Cái mẫu trắng nó bị sót rồi đó. Đó. Mẫu đó lên rồi, cái mẫu trắng mẫu này còn chưa lên này. Ừ. Ừ đấy đúng không? Bị là mấy thôi. Đó. Đó, đẹp chưa? Không con này đẹp nhờ. Các chị không chấm một hồi là phải bốc đá ra ngoài. Ráng chịu nha. Ủa như Facebook nó đá ra một số người rồi đó. Lượt view nó xuống quá trời như là bị Facebook đá ra đó. Tại vì các chị không chấm là các chị không hoạt động trên trang Facebook ấy là Facebook nó đá các chị ra ngoài đấy. Các chị không còn được ở trong ấy tại vì nó không chấm là bị đá ra. Facebook nó đá các chị ra tại vì để không hoạt động ấy. Cho nên các chị xem like cái chấm đi để nó khỏi bị cái tình trạng đó. Một tí các chị không coi được nó đá các chị ra. Rồi con này lên cho em mã số 124 nhá. 124 cho em, đây là con tuyệt đỉnh dây xích nha. Con này phải nói là dùng cái từ tuyệt đỉnh dây xích, tức là không có con dây xích nào mà qua cái con dây xích này hết trơn á. Dây xích hoàng gia tuyệt đỉnh á. Tuyệt đỉnh dây xích cho em nha. Lên cho em mã số 124 cho em nha. 124. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. 124 từ chị Nhung Ruby. Cho cô hai con 124 luôn đi. 124 từ chị Hoàng Châu. Đẹp lắm mấy con dây xích này, em nói em phải dùng cái từ tuyệt đỉnh dây xích là các chị biết là nó đẹp cực kỳ đẹp ha.
không đẹp về những không những đẹp về chất vải mà đẹp cả họa tiết luôn, toàn bộ ha. Lên cho em mã số 190 nhá. Mã số 190 cho em 350.000 và được miễn ship cho em nhá. Đó, đẹp lắm. Các chị ơi chia sẻ bài cho em với. Đấy, các chị không chấm bài là bây giờ nó bị bay hết ra rồi đấy. Bị bay hết ra rồi. Nó bị văng các chị ra hết trơn rồi kìa. Hàng đẹp còn nhiều lắm, hàng đẹp còn nhiều ha. Tại vì 90 em 90 chị xong trần rồi con ơi. 90. Hả? Ở 190. 190 này. Trời ơi nắng quá, khát nước. Uống bao nhiêu nước rồi làm sao mà chịu được đây. Con này lên cho em mã số 110 nhá. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Mã số 110, đây là trời ơi nó đẹp lắm các chị ơi. Toàn những con xịn mịn đẹp thôi nhá. Chất von của nó bao mềm, bao rũ, bao nặng tay. Sướng lắm, mặc lên người sướng lắm nha các chị nhá. Các chị nhận hàng nhà em 200 ngàn đã mê rồi. Thì nhận những con này các chị còn mê hơn nhiều nhá. Mê hơn nhiều lần nha các chị ha. Lên cho em mã số 110, 350 ngàn miễn ship. 100 cho chị xong trần. Ủa 100 lắm nè, 110 á. Đấy, lấy con màu không lên cho cô xong trần của con đi. Lấy con nó xuống đi, nó kẹp kẹp lên. Lấy cái kẹp ra. Rồi kẹp kẹp lên cái chỗ đó đi. Này. Phải con đấy không? Phải con đấy không? Có con nào màu không không? Là con đỏ đúng không? Rồi con này lên cho em mã số 185 nhá. Mã số 185 cho em nhá. Họa tiết hoàng gia cho em. Mã số 185 cho em. Trời ơi, đẹp quá. Không trời, có một con này thôi. Chị nào cũng hỏi ha, hôm nay về được hai con. Hôm rồi được có một con thôi mà ai cũng hỏi hết. Bữa nay là chỉ được hai con thôi. Chị nào yêu thích thì chốt ngay nhá, tại vì mẫu này không có nhiều ha. Lên cho em mã số 45. Mã số 45 cho em ha. 350.000. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Chất von bao mềm bao rũ cho em như thế này ha. Rất đẹp như thế này, 350.000. Lên cho em mã số 193. Con mèo nhá cơ. Con mèo rất đẹp. 193. Con hổ. Một con hổ. Trời đất ơi nó đẹp. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, lên cho em mã số 11. Mã số 11 cho em nhá. Mã số 11 cho em này. Mã số 11. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Chất von bao mềm bao rũ cho em nhá. Lên cho em mã số 264. 264. Mã số 264. Đưa đây cô lấy không? Chà. Tuyệt phẩm cho em. Món tuyệt phẩm cho em nhé. Tuyệt phẩm cho em. Đây là người ta gọi là tuyệt phẩm dây xích ha. Ở đây người ta phối cho các chị màu kem. Các chị nhìn này. Màu kem. 11 cho chị Hoàng Châu một con. Nó đẹp cực kỳ nha. Con này là một con tuyệt phẩm dây xích đen trắng kem đó. Đen trắng kem các chị nhá. Đen. Đen trắng kem. Em nói là cái mẫu này là mẫu chưa có ai có. Chưa một ai có nha. Hôm nay bắt đầu em mới có lên sóng đây. Tuyệt đỉnh dây xích cho em đen trắng kem. Lên cho em mã số 95. 350.000 và được miễn ship. Tuyệt đỉnh dây xích nha. Tuyệt đỉnh dây xích cho em. Đẹp quá. 264 đây. Con này lên cho em mã số 95 nhá. Mã số 95 cho em, tuyệt đỉnh dây xích nhá các chị nhá. Tuyệt đỉnh dây xích cho em như thế này. Trời ơi nó đẹp dã man luôn đấy. Đây là con cái mẫu mới nha các chị nhá. Mẫu mới về chưa ai có này. Nó có những cái huy hiệu như thế này ha. Những cái huy hiệu cực đỉnh như thế này à. Dạ đúng rồi chị, đẹp lắm chị ơi, chị mẫu xuân đẹp lắm. 95 tên nhung ruby. Đây là những mẫu người ta gọi là mẫu cái gì, em thì em cứ gọi là xương cá ha. Những cái mẫu mà hoàng gia có xương cá đây, họa tiết xương cá. Trời ơi, 95 còn không? 95 cho chị Liễu thì loan. 95 còn. 95 mẫu đấy chưa bán một con nào luôn. Mẫu mới tuyệt đỉnh, mẫu mới chưa bán một con nào, chưa ra thị trường một con nào. Mới về sốt sột nha, chưa chị nào có luôn đấy. Mẫu 95 đây là mẫu tuyệt đỉnh, chưa có chị nào có hết. Em phải khó khăn lắm mới mua được một ri đấy để chia cho các chị đấy. Thì các chị nào nhìn thấy đẹp thì các chị chốt nha. Rồi con này cho em nhé. Đẹp nhỉ.
Lên cho em mã số 132, 132 cho em. 132 cho em, con này đẹp quá trời luôn đấy. Mã số 132. Phiên bản giới hạn nha. Con này là phiên bản giới hạn, không lúc nào có nhiều đâu. Cứ cả mấy ngàn con, chục ngàn con đầm may ra các chị được 1 đến 2 con. May ra, còn không may là không có. Lên cho em mã số 116 nhá. 350 ngàn miễn ship 116 cho em. Trời ơi nó đẹp. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. 350 ngàn. Lên cho em mã số 258. 258 cho em. Mã số 258. Chị Loan ơi, inbox số điện thoại địa chỉ và tin nhắn cho em nhé. 116 cho chị Song Trần. 116 suối con ơi. Con đấy đẹp nhỉ. Hôm nay con không uống nước vậy con. Con uống cái 8 ly nước rồi, con chưa uống nước đi. Ừ, cô phải cho thêm 2 ly nước nữa vô đó. Chắc hôm nay ông cũng cho lộn đường. Phải không? Mà khi nấu ngọt vậy đúng không? Bữa nay chị phải cho thêm 2 ly nước nữa rồi rồi mới vừa uống đó. Nó ngọt quá đi. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Lên cho em mã số 54 nha. Mã số 54 cho em. Đẹp quá. Mã số 54. Các chị ơi giúp em chia sẻ bài với nhá. Để cho mọi người biết đến em nhiều hơn với. Hàng đẹp quá mà không có ai nhìn thấy. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. 54 cho chị Mộc Xuân. 54 cho cô một con đi con. Chú con đấy đẹp lắm. Chị nào không nhìn thấy con 54 đẹp thì đúng là tiếc cả cuộc đời. Mẫu này mới về chưa ai có luôn. Chưa có một ai có một con nào ấy này. Ủa chị Hà bỏ đâu ta? Toàn là hồng ngọc ruby cái đây mà không. Toàn là những con hồng ngọc ruby không á. Những cái con đấy là con dây xích mà ruby á. Đưa cô một con đấy. Những cái con đấy người ta gọi là con dây xích mà nó có những cái đá ruby á. Đây này. Có những cái đá ruby đẹp tuyệt vời như thế này này. Nó hiếm cực kỳ luôn á. Đấy cái gì thấy không? Không muốn giới thiệu nhiều tại vì đau họng quá. Nói nhiều có khản tiếng quá rồi. Để các chị nhìn cho rõ, các chị nhìn thấy. Toàn những con đầm mà có những dây xích mà những có hột ruby cực kỳ đẹp như thế này. Đấy nó đẹp, những cái hột ruby nó đẹp cực kỳ như thế này ha. Đấy các chị nhìn thấy nó đẹp không? Đó. Chị Hà đó rồi. Dân mê ruby mà nhìn thấy có đầm đá ruby mà không nhìn thấy là không thấy im re là chết rồi. Nhẹ bọc quá. Rồi con này cho em nhé. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa ha. Nhà em like theo thứ tự chị ơi. Tự nhiên em đang like con đầm ở dưới đây chị không coi. Chị coi con đầm mà em treo lên tít trên sàn nhà để che cái bóng điện ấy, cho nó khỏi chóe ra em thì thôi em nu nó em lấy thì sao lấy được. Em like nhà em là em không có like theo yêu cầu. Nhà em cứ like từ đầu sào đến cuối sào. Chị nào mà thấy ưng con nào thì các chị chốt thôi. Chứ nhà em không có like theo yêu cầu được ha. Tại vì nó nhiều hàng lắm, like theo yêu cầu bắt đầu rối like lên. Lên cho em lên cho em mã số 59 nhá. Mã số 59 cho em nhá. Đẹp quá. Mã số 59 cho em. Con này có một con duy nhất. Một con duy nhất. Không có con thứ hai nhá. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Lên cho em mã số 60. Mã số 60. Mã số 60. Đuôi công. Cái này đá ruby này. Đá ruby. Đẹp cực đỉnh nha. Họa tiết đuôi công. Đuôi công ruby đấy. Trời ơi đẹp quá. Nó đẹp như vậy nè. Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi. 350 ngàn lên cho em mã số. Mã số 173 nhá. 173. Mã số 173 cho em. Mã số 173 cho em. Đẹp nhờ. Đuôi công cho em. Phiên bản giới hạn đây. Cái này hiếm cực kỳ ha. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Lên cho em mã số 26. Mã số 26 cho em nhé. Con này đẹp lắm các chị ơi. Mã số 26 này. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Trời ơi con này nó đẹp. Ông 30. Cái đây người ta gọi là một con hổ mà có một cái tên là ông 30. Quá trời đẹp. Bình thường các chị có một con đầm như thế này phải mang đấu giá luôn đấy. Đẹp kinh điển luôn đấy. Lên cho em mã số 254 à. 350 ngàn miễn ship. Mã số 254. Đẹp quá.
Con ấy chưa chụp hình lên nhà, con ấy chụp hình lên chắc. Em từ 16 cho chị xong trần. 26 có không ạ? Hình như con 24 rồi. 254 Hoàng Châu. 254 rồi. Chứ không có 26 rồi. 254 chị Hoàng Châu nè. 26 con nào. Bơi qua bà. Chắc chị nghe lộn nữa. À đây nè, 26 nè. Quỷ. Cái con bé này. Quỷ sứ à. 26 nè cưng ơi. 26 cho chị Song Trần nè. Đây. Rất đẹp cho em. Các chị nhìn này. Nhìn nó đồ, nó cổ điển không? Nhìn nó báo cổ điển luôn. Các chị thấy không? Các chị mua một con áo, một con áo Vin Nhật. Đừng nói Vin Nhật, một con áo Vin Hàn thôi á, nó xấu hơn con này á. Nó xấu hơn con này mà các chị phải mua 400-500 ngàn đồ lên rồi. Mà nhà em bán nguyên con đầm từ trên cổ xuống dưới chân dập ly nữa, 350. Thề luôn nó rẻ. Lên cho em mã số 135 nhá. 135 cho em. 350 ngàn. Trời ơi con này đẹp quá. Trời đất mẹ thôi. Con này phải để làm xui chứ bán buôn gì chờ. Nó đắt tiền lắm luôn ấy mà bán rẻ quá tiếc lắm. Con mẫu khác đi con. Mẫu này cô chưa lên này con. Chưa. Đây nè. Đó mẫu này làm xui rồi đây nè. Đó. Còn cái mẫu này chưa lên nè. Chứ khác chờ chứ giống nhau đâu. Đừng có nhoi ra nước người ta đòi của tôi bây giờ. Có con đầm mà đem ra hoài. Người ta đòi của tôi bây giờ quỷ. Đẹp quá, mẫu này đẹp quá. Về là hết, về là hết. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em nhé. Đấy trời ơi nó đẹp. Lên cho em mã số 216 350 ngàn. Trời ơi đẹp lắm các chị ơi. 350 ngàn lên em mã số 216. 216. Đây 135 đấy xuống chưa. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Trời ơi con này đẹp quá. Chưa có ai có con này luôn đó trời. Đẹp quá. Lên cho em mã số 3 con số 2. Mã số 3 con số 2 này. 3 con số 2. Mình lấy mẫu bên cây 2 được rồi. Cứ mẫu mẫu con được chứ không. Lấy kẹp ở bên cây số 1 kẹp qua luôn. Mình có thể để trên đây được một vài mẫu cho nó bớt bớt thì tí bê qua lại. 222 cho chị Uyên Trang Hồ. Đây chị Uyên Trang Hồ đây. Đẹp quá. Các chị không chịu được à. Đẹp không chịu được à. 222 cho chị Song Trần. Chị Song Trần đây. Rồi con nói cho chị Song Trần. Song Trần. Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Lên cho em mã số 54. Mã số 54 cho em nhé. Mã số 54 cho em này. Mã số 54. Hoàng gia tuyệt đỉnh con ngựa nha. Một con tuyệt đỉnh hoàng gia con ngựa cho em. Lên cho em mã số 116. Mã số 116. Cứ để đây chị xíu bỏ qua đọc bỏ lại được. Còn đây, ba mã số 3 số 2 đây. Mã số 54 chị Song Trần này, 54 đây. Đây rồi. 54 đây. 54 đây. 54 chị Song Trần đây. Em nói nhà em toàn hàng tuyệt đỉnh thôi. Lên cho em mã số 158, 158 cho em. 158 này, tiếp con. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Chất von bao mềm, bao đẹp, bao rũ cho các chị nhá. Lên cho em mã số 299. 299 cho em. 299 kẹp số cho cô. Lấy kẹp bên cái số 1 kẹp qua. Eo từ 65 đến 90 là mã vừa cho em. Dây xích. Dây xích trắng cho em. Lên cho em mã số 46. Chị Phạm Thị Vân inbox cho em địa chỉ và số điện thoại để em gửi. Đó. Mã số 46. À, chị xem mẫu nãy em cấp với. Trời mẫu em cấp thì em có bán đâu mà cho chị xem.
Em bán thì em lên live, em báo số rồi, em cất đi rồi, em có bán đâu mà cho các chị xem. Khổ quá, có một con em để dành rồi. Em có bán đâu mà. Đây. Đã cất đi rồi còn mang cho chị xem với thì xem kiểu gì, xem với. Đây. Eo từ 65, chỗ con này tuyệt đỉnh nha. Tuyệt đỉnh họa tiết cho em chị Hoàng Châu này, đẹp chưa? Lên cho em mã số 87. Mã số 87 ha. Mã số 87 cho em. Mã số 87. Chị Phạm Thị Vấn ơi, cho inbox số điện thoại, địa chỉ vào tin nhắn giúp em đó. Hoàng gia. Tuyệt đỉnh hoàng gia cho em. Chất von bao mềm bao rũ cho các chị nhá. Tuyệt đỉnh hoàng gia cho em. 350.000 lên cho em mã số 132. 132 cho em. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Dây xiên nó đẹp lắm các chị ơi, toàn mẫu mới thôi nhá. Lên cho em mã số 258. 258, 350.000, mã số 258. À. Trời ơi, có nhiều khi các tủ đến hồi vô tủ nó đâu mất tiêu hết trơn. Quỷ yêu nghiệt, mấy đứa nhỏ nó vô nó lấy nó bám nó trơn chị ơi. Khách inbox có trích vô inbox. Nhìn nhìn xem ngoài chó không, tìm chỗ này em có. Chạy vô tủ cho chị thì nào có, chạy vô tủ lấy bán giao cho ta mất tiêu rồi. Đến hồi hết mẹ rồi. À, con này lên cho em mã số 59. Mã số 59 cho em nha. Mã số 59 con này đẹp quá. Toàn những mẫu mới thôi, đẹp lắm các chị ơi. Rất là đẹp. Mã số 59 cho em nha. Trời ơi, con nào cũng phê hết. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, lên cho em mã số 95, mã số 95 cho em nha. Mã số 95 cho em, 350.000. Ôi, nó đẹp. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Trời đất ơi, mẹ ơi, nó đẹp. Lên cho em mã số 264. Mã số 264, trời đất ơi. Nghiệt quá. Mê quá. Con máy lên, ở dưới đít toàn đường không à. Con nhấc cái ống hút lên trên cao á, con uống. Chắc lần sau là phải kêu say mẻ mấy cái trái cây này ra cho rồi đi. Để hướng quá. Rồi vậy. Được chưa? Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, lên cho em mã số 193 nhé. 350.000 và được miễn ship cho em mã số 193. 193, 193. Dây xích cho em. Dây xích hoàng gia. Đẹp quá. Cái này những cái mẫu hoa văn hoàng gia đó, họa tiết hoàng gia đó. Có con hổ nha các chị nha. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, lên cho em mã số 115 nhé. 115, 115 cho em nè. Qua nhanh đi con. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Lên cho em mã số 90. Mã số 90 cho em nhé. Mã số 90 cực kỳ đỉnh nha các chị nha. Mã số 90. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Rất rất đẹp cho em ha. Rất rất đẹp. Lên cho em mã số 276. 276 cho em. 276 múi em vào chợ anh Trọng 5 phút giúp em. Chuyển cái cây 2 này vào cái cây 5 đi. Rồi bê cái cây số 14 ấy ra đây cho em xem. Cái này. Cây 11 vào cây 5, rồi bê cái cây 14 ra đây em xem. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Lên cho em mã số 218. 350.000 miễn ship nhá. Mã số 218 nha em. 218 hết mẫu chưa con? Hết chưa? Còn ra đây nè lên. Hết rồi đó, mẫu này đẹp chạm rồi đó. Hết chưa, mẫu này như hết rồi con. Còn không? Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Rất đẹp cho em nha. 350.000 lên cho em mã số. Con cắm, con kẹp số ngược rồi con. Mã số 67. Mã số 67 cho em nha. Mã số 67. Kẹp số ngược rồi trời. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Xuất sắc, xuất của bà sắc. Lên cho em mã số 80. Mã số 80 cho em nhé. Mã số 80. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa.
350.000 lên cho em mã số 216. 216 216 cho em này. Ủa mấy chị đó rồi, không thấy số gì hết. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. 350.000 lên cho em mã số 135 nhé. 135 cho em này, mã số 135. 135. Màu tím. Đưa hai con nói về đưa về vị trí luôn. Tí xíu hai con này giống nhau nha. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em màu tím nhá. Lên cho em mã số 48, mã số 48 nha. Mã số 48. Còn có mẫu cái số 3 hả? Cái số 2 hết chưa? Trời ơi, nãy giờ không để cân lên. Để một nửa cho nó đổ này. Bê ít thôi, trời ơi, bê nhiều quá muối ơi, mày tham lam mà vừa cái muối ơi. Bê ít thôi, tham thì thâm. Nó đổ, nó đè, nó lòi dùng tao bây giờ. Con này đẹp quá các chị ơi. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em nhé. Họa tiết dây xích cho em. Lên cho em mã số 33. Mã số 33 cho em nhé. 350.000 miễn ship này, mã số 33. Hết chưa con ơi, lẹ lẹ con. Và cây số 3 lẹ lên. Lấy 2-3 mẫu ra một lần đi. Mày mò lẹ lẹ lên, mày mò lâu quá. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em nhé. 350.000 lên cho em mã số 272. 272. 272. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, 350.000 lên cho em mã số 26. Mã số 26 hoa cổ sơ mi rất đẹp. Trời ơi con này đẹp quá, đen nâu. Đen nâu, nâu đen. 350.000 dây xích lên cho em mã số 254. 350.000. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, lên cho em mã số 174. 174 cho em nhé, tuyệt đỉnh, tuyệt đỉnh. Nhưng bên này nó có ít mẫu hết rồi chưa? Ồ, cũng nhiều mẫu á. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, lên cho em mã số 228. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, lên cho em mã số 228. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, lên cho em mã số 267 nhé. 267 cho em này, toàn những mẫu đẹp thôi. Đẹp ơi là đẹp. Hết chưa con? Còn không? Cái mấy đây? Hết chưa? Hết rồi đúng không? Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Đẹp quá, lên cho em mã số 109. Mã số 109 cho em ha. 109. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em, màu vàng kem. Màu vàng kem cho em nhé. Lên cho em mã số 46. Mã số 46. Trời ơi nó đẹp. Đẹp như vậy đó. Lên cho em mã số 293 nhé. 350.000 được miễn ship nha. 350.000 eo từ 65 đến 90. Cực kỳ là đẹp. Lên cho em mã số 108. 108. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. 350.000 lên cho em mã số 161. 161 cho em này. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Lên cho em mã số 217. 217. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, lên cho em mã số 45. 350.000 được miễn ship các chị nhé. 350.000 được miễn ship cho em. Đây. Con này đẹp quá. Lên cho em mã số. Mã số 227 nhé. Mã số 227. Con này lại có này. Đó đây này. Chung nó vô. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Lên cho em mã số 53. Mã số 53 cho em nha. Thấy chưa? Một con cuối cùng. Rất đẹp cho em ha. Lên cho em mã số 15. Bây giờ thì em sẽ chuyển sang cái mã 53 đây thì xong trần. 53.
Bây giờ em sẽ chuyển sang cái mẫu mà em đang xả. Đây là những mẫu em mới về nhá. Còn những cái mẫu nào em đã có like qua rồi và số lượng nó còn ít thôi, em sẽ xả giá cực rẻ. Giá cực rẻ rồi là các chị biết là một giá, nói chung là xỉ lẻ bằng nhau hết nha. Em bán xỉ lẻ bằng nhau hết nha. Nó còn rẻ hơn giá xỉ các chị lấy bình thường. Đây là những mẫu em xả để cho các chị có lộc nha. Những cái mẫu mà không phải là hàng mà em vừa về sốt sột như hôm nay như vậy, tức là em đã có like qua 1-2 like, thì còn lại một số lượng ít thôi, em sẽ xả. Mặc dù nó đẹp em cũng xả ha. Đẹp cỡ nào cũng xả vì em bán theo lô. Lô này em về bán gần hết là em xả. Để các chị nào có vốn thì các chị ôm với giá 250.000. Pin bài đi. Pin siêu phẩm xả đồng giá 250.000 miễn ship. Rồi bây giờ đến hàng 250.000 nhé. Em sẽ xả hàng 250.000. Đây là những mẫu thú tuyệt đỉnh mà em bán. Nhà em đang bán 350.000. Nhưng cái lô này em về trước. Những lô em về trước em xả 250.000. Chị nào ôm được thì ôm nhá. Đấy. Cho nên là em đã báo thông báo rồi đấy. Những con này các chị cảm thấy ôm được, chốt thoải mái ha. Vì đây là những mẫu tuyệt đỉnh giá đắt tiền mà em xả có 250.000 rồi đó. Đây. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa 250.000, lên cho em mã số 60. Mã số 60 250.000. Các chị biết là đây là những con đắt tiền ha. Bình thường các chị cũng mua tiền triệu rồi. Nhà em bán tri ân tặng rồi đã là 350.000 ha. Mà ngay hôm nay em chỉ còn một ít thôi, em xả có 250.000. Thì chị nào cảm thấy ok thì chốt nhá. 250.000. Phim thú đàng hoàng ha. Nhưng mà vì em hết hàng thì em sẽ xả thôi. Lô nào gần hết là em xả. 60 cho chị xong trần này. 60 nhá. 60 ghim quên chỉnh cái giá ở cái tibot lại đi. Xong đến hồi này bảo ghim bài rồi mà. Ủa ghim bài chứ đâu phải là chỉnh giá cho tôi đâu mấy mẹ. Bực mình lắm nha. Đó. Chỉnh giá lên chị biết con nào 250.000 nhà ghim cột này ấy này vô. Con này còn mấy con? Mấy con này cần kẹp giá vô. Kẹp chứ. Kẹp mới biết được chứ. Tốt nhất là bỏ riêng một bọc cũng được cho dễ. Đây, eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em 250.000. Những con này những con tuyệt đỉnh không nhá. Mà em xả chỉ có 250 thôi. À, nhắn tin chị Hà Võ vào, chị Hà Võ có lấy không? 250.000 để chị, cho chị chốt về chị làm bộ sưu tập của chị kìa. Chị Hà Võ đâu rồi ta, chị Hà Võ ơi? Chị Hà Võ đi đâu rồi không biết. Đây, những con này tụi em xả 250 đây. Em sẽ gom ra hết những con nào em cảm thấy xả được 250 em xả hết cho các chị ha. Xả hết để các chị có thể mang về làm bộ sưu tập của các chị ha. Chứ bình thường tụi em bán cả bán nếu không có dịch thì cả bán tiền triệu rồi. Còn bây giờ là bán có 350 để cầm hơi thôi. Mà gần hết lô thì tụi em xả có 250 thôi để các chị ôm cho nó hết ha. Rồi 250.000 lên em mã số 231. 231 231 nhá, 250.000 được mình ship luôn nhá, 231. Mã số 231. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Đẹp cực kỳ ha. Đẹp cực kỳ đẹp. 250.000 lên em mã số 136. 136 cho em nhá, 250.000 nha. Đầm đang mặc bao tiền em? Dạ đầm em mặc em không bán chị ơi. Các chị vô nhà em mua hàng là những con đầm em mặc là không bao giờ em bán. Ít khi nào mà em bán lắm nhá. Cho nên là các chị đừng hỏi đầm em mặc là được. Được, lấy kẹp qua được mà đừng để hàng rồi lộn là được. Hàng bẹt để bên cây này. Tại vì cây này cái cô xả. Cây này cái cô xả. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa nha. Những cái con này là đắt tiền các chị nhá. Nhưng mà em còn ít em xả. Chứ không phải còn nhiều xả mà chết. Còn vài trăm con thôi. Xả hết cho nó nhanh. 231 cho cô 8 à. 231. 231 là lẹ đi con nhanh nhanh cái tay lên tí. 231 đây. 231 250.000 cho cô 8 này. Cô 8 nếu mà là khách mới thì inbox liền số điện thoại và địa chỉ vào trong cái tin nhắn cho em. Em không nhập địa chỉ và số điện thoại trên live nhá. Đấy các chị inbox liền vào cho em để em còn giao hàng cho các chị ha. 136 Nguyễn Thị Bạch Lan. 136 đâu? 136 250.000. Đây là những mẫu em xả nha. Em xả hết cho các chị 250. Chị nào chốt được thì ủng hộ em ha. 136 đây. Chị Bạch Lan 250.000 này. Đây, eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Lên cho em mã số 152. 152 cho em 250.000 miễn ship luôn. 152 250.000. Mèo Hoàng Gia. Mèo Hoàng Gia cũng xả luôn nhá. Lên cho em mã số 279. 279 cho em 250.000. Đấy, em chỉ còn một xào này thôi đấy. Em xào còn một xào này em xả cho hết nhá.
Chị nào cảm thấy được thì ủng hộ em. Lên cho em mã số 15. Mã số 15 cho em nhé. Mã số 15 cho em 250.000 miễn ship nha. 250.000 eo từ 65 đến 90. Toàn những con đầm tiền triệu các chị nhé. Các chị nhận con đầm này về đi rồi các chị sẽ biết ha. 250 nó xứng đáng tiền triệu của các chị ha. Tuyệt đỉnh cho em. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Rất đẹp cho em như thế này. Lên cho em mã số 108. 108 nhé. 250.000 108. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Lên cho em mã số 101. Mã số 101 cho em nhé. 101 cho em. 250.000 miễn ship. Trời ơi nó đẹp vậy mà. Eo từ... Trời ơi con này dã man quá. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Lên cho em mã số 254. 254 nhé. 250.000 và được miễn ship cho em. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Lên cho em mã số 216. 216 nhé. 216 cho em này. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Lên cho em mã số 254 cho cô ba con. 254 cho chị Văn Trần. Ba con. 254 cho chị Hà Mai. Hai con à? 254 có hai con à? Có hai con thôi nhá. 254 có hai con thôi đấy. Là chị Tân Trần với chị gì đấy. Chị nào có hai con thôi nhá. Chị Huyền Mai. Đây con này lên cho em mã số 109 nha. Con nào cũng đẹp hết trơn đấy các chị ơi. Đẹp lắm nha. Đấy. À, 250.000. Trời ơi nó đẹp kinh khủng nha. Không phải vì nó như thế nào em xả mà nhà em có quy tắc là một lô hàng nhà em lên 10.000 con. Tụi em bán còn 1.000 con là đã xuống giá nhiều lắm rồi. Và ví dụ như còn lại 300 con hay là 500 con là xuống giá tẹp ga luôn. Để các chị mua cho sạch hàng nha. Chứ tại vì số lượng hàng của em rất nhiều ha. Đừng có kẹp mắc bẹp kẹp bên này. Kẹp là kẹp bên này, khi con mắc vô thì kẹp cái kẹp nó nằm ở ngoài. Con kẹp bên này à, khi con mắc vô là nó cái này cái kẹp nó cà vô cái đầm nó chảy hết cái đầm vô đó. Dạ không chị Nga Vũ Thanh ơi. 216. 216 đâu? Xuống chưa? 216 đỉnh của đỉnh luôn đấy, con này đỉnh của đỉnh luôn đấy chứ. Đây. Mấy cái mẫu đấy lúc đầu về á, về nhỏ giọt một hai con ai cũng đòi, về sau mãi về sau mới về. Nó về thì các mẫu khác nó về rồi cho nên là nó bị nó còn lại thôi. Chứ lúc đầu những mẫu đấy người ta đòi quá trời không ra. Con này lên cho em mã số 161 nhá. 161 cho em. Trời ơi con này đẹp lắm luôn đấy trời ạ. Con này đẹp chưa? Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Hoa của nó đẹp như vậy đó các chị. Lên cho em mã số 45 nhá. 250.000 và được miễn ship cho em nhá. 250.000. Đây là em xả giá tẹt ga luôn đó cho các chị. Chị nào chốt được thì ủng hộ em nhé. 161 chị Bạch Lan. À, 161 chị Bạch Lan, 45 chị Song Trần. 161. 161 đây. Cho chị Bạch Lan. 45 cho chị Song Trần đây. 45 chị Song Trần. Trời ơi con này đẹp quá thì thôi, thề các chị mua 350 mua không nổi. Bình thường mua 350 là không có hàng luôn ấy. Vậy mà bây giờ em về nhiều số lượng quá nhiều. Cho nên xả luôn con này với giá 250.000 lên cho em mã số 193 nhá. 193 cho em, 193 cho em. Tèn tèn tèn. Con này có mấy con, một con hay? Ba con à. Trời ơi con này đẹp. Mẫu này bị sót. Mẫu này 300 mấy mà tụi em về không nhìn thấy luôn. À, 193 cho cô con này, 193. Thề cái mẫu này về các chị mặc em nói thật các chị thương em luôn đấy. Những con đầm đẹp như thế này mà tụi em bán 250 xả hàng thì còn cái gì là sống nữa, còn cái gì cũng sống nữa đúng không? Nhưng mà cũng phải xả thôi. Xả cho nó sạch nhà, xả cho nó hết hàng để mình lấy vốn mình còn nhập hàng khác được nữa. Chứ không thôi là không có vốn trả lương nhân viên luôn ấy. Rồi các chị ơi lên cho em mã số 67 nha. Hổ báo cáo trồn. Hổ báo cáo trồn cho em mã số 67 nhá. Mã số 67. Đấy. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Trời ơi nó đẹp. Mỹ mãn. 67 cho chị Song Trần. Lên cho em mã số 115. 115. Mã số 115 cho em. 350.000 miễn ship. 67 hộp báo cáo trồn đấy đẹp 67 lắm. 67 cho chị Bạch Lan một con nữa. 67 xuống có cho cô một con nữa. 67 là những con đắt tiền đấy các chị biết là đắt tiền lắm nhưng mà nhà em không quan trọng vấn đề đó. Quan trọng là lô hàng mình về gần hết là mình xả, đẹp cũng xả. Nó đẹp em cũng xả vì tại vì là sao? Tại vì là em hết hàng rồi là em xả, em gần hết là em xả ha. Mà 115 cho cô con. 115 cho chị Yến Huỳnh. 115. Đây những con này em xả chị Yến Huỳnh ơi, lô này em còn ít em xả này. Chị Yến Huỳnh ôm nguyên cây không? Ôm nguyên cây không? Em cho ôm nguyên cây này. Ôm nguyên cây không? Đương nhiên là ôm nguyên cây là phải giá khác rồi đúng không?
Dạ đúng rồi, 250 chị, 250 miễn ship, đây là mẫu em bán gần hết rồi. Em xả. Xả 250 nhưng mà ôm nguyên cây giá khác luôn. Chơi không? 67 cho chị Lê Thủy một con. 67 chị Lê Thủy con. 67 hai con nữa đi. 67 còn một con hết. Còn một con hết nha. Đây này, cái con này chị nào chưa có đây, hổ báo có trồn này. Con này này. Con này 2258 này. Con này 258 đẹp lắm này, chị nào chưa có thì chốt lại này. 258, 258. Đó. Đó. Dạ không chị Song Trần ơi, 350.000 là hàng em mới về hôm nay. Còn đây là hàng em đã về cách đây mấy hôm rồi. Em bán gần hết rồi, em xả. Trời ơi nghe không rõ. Đây là hàng em đang bán 350.000 nhưng lô này em gần hết rồi, em xả. Còn cái lô mới về hồi nãy em vừa về làm sao xả được. Hàng mới về là 350. Còn lô này là lô em đã bán qua và gần hết rồi. Đó, đẹp em cũng xả nhá. Đấy, đẹp cũng xả. Đó. Lên cho em mã số 258, con này 258 này, 250.000 xả luôn này. Con này có một con. Trời đất ơi. Dạy bé học làm sao mà chốt hàng được. Khi đi chốt hàng về kiếm tiền, về cơ máu gạo tiền là mình phải tập trung vào chốt hàng. Còn lúc nào dạy cho bé là dạy cho bé lúc khác. Không thôi là không có tập trung được. Dạy cho bé lại là siêu phẩm này, siêu phẩm kia, rồi bé lên lớp nó toàn ghi siêu phẩm nữa thì làm sao. Trời ơi. Đây đẹp lắm, trời ơi các chị ơi, 300 mấy một con đấy, nhưng mà hôm nay em còn ít em xả luôn, em còn ít em xả luôn. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em nhá. Đại bàng một con duy nhất, lên cho em mã số 48, mã số 48 một con duy nhất, con này một con duy nhất nhá. Lên cho em mã số 135, 135 250.000, 250.000 nhá, 250.000 miễn ship cho em. Lên cho em mã số 135. Đấy, nhà em bán theo lô các chị ạ, cứ theo lô về gần hết là tụi em xả tơi tả luôn, đúng không? Xả xả nghèo luôn. Đó. Lên cho em mã số 264 nha. Đây. Đó. Đẹp quá trời. Lên cho em mã số 264 cho em, 264 135 cho chị Hà Tuyết Mai. 135 cho cô. Rồi 135 em hết, có một con thôi nha. Đây. Một con duy nhất, một con duy nhất, không có con thứ hai nữa đâu, cái này hết luôn rồi. Lên cho em mã số 46, 250.000 miễn ship luôn. 250.000 miễn ship, 264 cho cô. 264 cho chị Bạch Lan. 264. 264 đây, chị Bạch Lan đây. Em nói những con này toàn 300 mấy, tụi em bán chị Ân rồi đấy, mà hôm nay còn xả nữa thì thôi. Còn xả nữa thì thôi. Một con duy nhất cho em nhé. Đẹp chưa? 46 cho chị Tuyết Mai kìa. 46 cho chị Tuyết Mai kìa con. 46 là con này này. Nhìn số đàng hoàng. 46 đây. À. Eo từ 65 đến 90 nhá, con này một con duy nhất thôi nhá. Cái này còn có một con duy nhất. Đẹp lắm nhưng mà em cũng xả luôn. Nhà em bán là không có lô nào lộn với lô nào. Nhà em bán là không bao giờ lộn đó chị. Tại vì sao? Hàng lô nào em về để riêng cây đó. Lô nào gần hết cho dù đẹp em cũng không có bán cao. Đẹp em cũng xả. Tại vì sao? Nhà em có phương châm là bán đâu đến đâu hết đến đó ha. Không có tồn ha. Không có tồn lô này qua lô kia. Đấy, đẹp chưa? 350.000 lên cho em mã số 158, 158 nha. 158. Đẹp mỹ mãn. Đẹp mỹ mãn cho em, lên cho em mã số 116 nha. 116 cho em. 116 cho em, 116 cho em. Đâu rồi chị Yến Huỳnh đâu rồi? Chị Yến Huỳnh đâu rồi? Đâu mất tiêu rồi? Chị Huỳnh Huỳnh đâu rồi? Huỳnh Huỳnh ơi, ôm cây không? Ôm nguyên cây không? Chơi không? À, em hay dụ chị Yến Huỳnh á. Chị Huỳnh Huỳnh á. Cái tên Yến Huỳnh với tên Huỳnh Huỳnh này cứ quy lộn ấy. Chị Huỳnh, em hay dụ lắm. Ôm là ôm nguyên cây, chơi nó sướng, đúng không? Không chơi thôi, chơi là chơi cho nó sướng luôn. Ôm như thế là bao nhiêu con nó nằm trọn gói ở trong đó. Về mình bán nó mới sướng. Vì sao? Vì mình bán cho khách hàng nhà mình. Có khách mới, có khách cũ. Gu thì nhiều gu, không phải là gu của mình không. Mình chọn có một gu của mình không, rồi đến hồi khách vô người ta không có mua được. Còn bây giờ có đầy đủ trên cái cây xào, ai mua gì mua đúng không? À, dễ bán. Lên cho em mã số 299. 299 cho em, xin thưa rằng nó đẹp. 250.000. Mã số 299, các chị biết là những con đầm tuyệt đỉnh như thế này. Các chị mua viên Nhật nó cả chục triệu bạc một con. Mua không nổi.
mà bây giờ em xả có 250. Thề đợi cái gì nữa đúng không? Đợi cái gì nữa không chốt. 250.000 miễn ship. Thề nó đẹp. Rồi 299 nha chị Song Trần nè. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Rất đẹp cho em, lên cho em mã số 87. Mã số 87 cho em nhé. Mã số 87. Mã số 87 cho em. Không đẹp em không lấy tiền nè. Các chị mà ôm xào của nhà em rồi, em bảo đảm các chị không lời không lấy tiền đâu. Không bao giờ mà lỗ. Các chị ôm xào nhà em không bao giờ lỗ ha. Chỉ có là lời thôi. Một con duy nhất hả con? À không, con này còn hai ba con. Mẫu này là quên bán luôn đấy, đừng nói. Nhiều quá quên bán luôn. 350 còn chưa bán được con nào đây. Tại vì sao quên bán? Để đến lúc mà xả hàng đem ra bán chơi cho nó vui vậy. Lên cho em mã số 59. Đem ra xả hàng bán cho nó có siêu phẩm. Lên cho em mã số 59 nhá. 250.000. Đó. 250.000. Trời đất ơi các chị ơi, 1m50 các chị mặc thoải mái giùm em cái. Bây giờ ở ngoài chợ, ở ngoài đường người ta bán dép cao làm cái gì? Bán dép cao dành cho chị em mình thấp mặc vô. 59. Trời ơi, thấp thì đã có dép cao. Mà cao rồi thì khỏi cần. Không có cái gì sợ hết. Trên đời này không có cái gì mà xấu hết. Chỉ có những phụ nữ không có biết làm đẹp. Và có những phụ nữ không biết mình xấu để làm đẹp. Chỉ có hai dạng đó thôi. Không có phụ nữ nào xấu, chỉ có những phụ nữ không biết làm đẹp và những phụ nữ không biết mình xấu để làm đẹp. Đó, vậy thôi. Cho nên các chị thấp cũng làm cao được. Đi dép cao vào cho em ha. Xấu thì mình đánh son, xón phân, phấn son, mình xón phân lên trên mặt mình. Đó, xón phân, phấn son. Quất lên mặt cho em nhiều vào. Đó. Kem chống nắng rồi kem trắng đâu, quất lên người cho nó trắng như cục bột cho em. Vậy đó, 50.000 nó trắng từ đầu đến chân. Vậy đó. Eo từ 65 đến 90 lên cho em mã số 239. Xin thưa rằng chị Yến Huệ, chị Huỳnh Huỳnh đâu rồi? Ôm xào đi. Em bảo cách bảo đảm chị luôn, không lời không lấy tiền luôn. Em còn có xào đó đấy. Hốt luôn xào đi. Đấy xào sau lưng em này. Xào quay tròn tròn này. Xin thầy là nó có đủ các mẫu cho chị luôn, toàn đẹp thôi. Về là chỉ có lời thôi, không lỗ. Đẹp chưa? Dã man lên cho em mã số 165 nhé. 165, 165 cho em. 250.000 miễn ship. 250.000 miễn ship cho em. Không có con nào xấu hết. Không có một con nào xấu, con nào cũng đẹp hết ra. Chất vòn bao nghiền luôn. Eo từ 65 đến 90 lên cho em mã số 62. Ừ, 62 hết hồn tưởng đập lộn. Mã số 62 cho em. Mã số 62 nhá. 250.000 miễn ship. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Lên cho em mã số 285. 285 cho em. Mã số 285. 62. 62 chị Song Trần. 250, 250, 250. Nó đẹp quá trời luôn. Con này lên cho em mã số 285 nhá. 285 con này đẹp kinh khủng quá chị ạ. Thề là cái mẫu đẹp, đẹp vô cùng của quốc ơi. Các chị nhìn con rũ này. Con nó rũ như vậy đó. Các chị nhìn này. Hoa 3D của nó đẹp không? Hoa 3D của nó cỡ này nè. Đó, các chị chưa nhìn thấy độ đẹp của nó đâu. Khi nhận về các chị mới đẹp mới thấy ha. 62 còn không? Còn. Tuyết Mai một con. 62 chị Tuyết Mai một con. 285 cho Tuyết Mai. 285 là con này rồi con. 285 cho em. Em xin thưa rằng các chị nhận con đầm này về không đẹp cứ giết em luôn đi. Đầm tiền triệu mà em bán chị ân 350 mà hôm nay là bán xả có 250 mà miễn ship luôn là các chị biết rồi. Cực đẹp luôn ấy. Chẳng qua là xả cho nó sạch nhà, cho nó sạch nhà lấy vốn em lấy hàng thôi. Chứ thật sự những mẫu này tụi em vẫn bán 350 đấy. Nhưng mà nhà em bán là có cái phương châm là bán tới đâu sạch tới đấy là như vậy đấy. Rồi qua mẫu. Chất von của con này nặng trình trịch luôn. Phải nói là cái chất von mà mềm, rũ, mát, nặng. Sướng lắm luôn. Các chị nhìn này. Rất là đẹp như thế này nhá. 250.000 một con đầm tiền triệu như thế này. Lên cho em mã số 84. Mã số 84. Phiên bản giới hạn con này đắt tiền. Nhưng mà em cũng quyết định xả để cho các chị có siêu phẩm ha. Quyết định xả luôn để cho các chị có siêu phẩm. Mẫu này đắt tiền ha. Đây là những con mà chất von cầm nặng tay. Rũ siêu nặng. Siêu nặng tay. 85 cho chị Song Trần. Lên cho em mã số 237. 237 cho em. 237. 85. 285 á. 285 á. Chị nghe lầm ạ. 285 á. Đưa cô 285 thôi.
62 hồi nãy cho chị thứ mai chưa? Rồi con này lên cho em mã số 237 nhá. Con này đẹp lắm các chị nhá. Đẹp phê ấy. Các chị yêu màu sắc rồi, chị Mộng Xuân, Mộng Xếp gì đâu rồi. Cái màu sắc đẹp quá chị Mộng Xuân ơi, hốt đi. Thề đẹp lắm. Em xúi đấy. Em xúi đấy, tại vì đẹp quá em xúi đấy. Mẫu này có 2 mẫu nha, chứ không phải 1 mẫu đâu. Cái con này nó có hai mẫu nha. Đây. Mẫu này là mẫu số 1 cho em. Mẫu số 1 cho em nhá. Đây, màu xanh coban. Và cái con hổ nó đang đứng ha. 237 số 1. 237 cho cô. Rồi chị xong trần ơi, em chốt cho chị rồi. À. Đấy, mà mẫu số 1 cho em nhá, số 1. Số 1 cho em ha. Hổ rất là đẹp. Hổ xanh. Số 1 cho chị Tuyết Mai. Số 1 cho cô đi. Số 1 đó đó. Đây, số 1 cho chị Tuyết Mai. Số 1 nhá. Đẹp cực kỳ các chị nhá. 350 nhưng em vẫn xả luôn. Tại vì sao? Cái lô này về cùng nhau em xả hết. Xả là xả hết, cho dù đẹp em cũng xả luôn. À, cho chị xong trần một con. Số 1. Đây, 250 miễn ship cho em nhá. Trời ơi, có ai bán Vinh Thú 250 miễn ship không trời? Có Trúc Phương Nguyễn khùng nó bán. Nó khùng nó bán gì đó. Để cho các chị có lộc chứ. Về có lộc mà bán cho nó sướng. Rồi đến số 2. Số 2 nó sáng màu hơn. Đẹp không? Nhưng cái con hổ này này nó đứng quay về đây. Nó hai cái mẫu hổ khác nhau. Nó khác nhau các chị nhá. Cái số 1 ấy, cái màu của nó cũng là xanh mà xanh trầm hơn. Con này xanh. Xanh sáng hơn, con hổ cũng khác hơn. Nói chung khác nhau. Đó, số 2. Đẹp lắm, nói chung con nào cũng đẹp. Con nào cũng đẹp. Cả số 1 này. Đó, chị nào lấy con số 2 thì đến số 2 cho em. Số 2 cho em nhá. Trả con số 2 luôn. Hoa rơi tuyệt đỉnh cho em. Hoa rơi tuyệt đỉnh cho em 250.000 lên cho em mã số 150. 150 cho em 250.000. Trời ơi chị Hà với Huyền Mai này. Mấy con này đẹp chết người nè. Thề mấy con này đẹp lắm này, nhìn này. Mặc lên như thế này đẹp vô cùng nha. Này, đẹp không? Đẹp lắm, mấy mẫu này đẹp lắm nha. Em xả có 250 thôi, các chị ủng hộ em cho mau hết hàng nhá. Lên cho em mã số 150. Đó. À, dạ đúng rồi các chị, em nói thật các chị nhá. Nhiều khi em nghĩ về này. Một con đầm 350. Nhiều khi có nhiều chị cơm áo gạo tiền phải lo cho chồng cho con, 350 cũng là một cái vấn đề của họ. Nhưng để đến mức 250 mà miễn ship thì các 50 cho chị Nga Vũ Thanh. Thì các chị không thể nào nói với em là các chị không có tiền để mua. Các chị một ngày bớt ra 10.000 thôi. Một tháng các chị cũng mua được bao nhiêu con? Hai, ít nhất cũng phải từ 2 con đầm đúng không? Cho nên các chị không thể nào mà từ chối. Không thể nào từ chối cái con đầm mà siêu phẩm như em xả 250 được đúng không? Ai cũng mua được. Ai cũng mua được luôn. 250 miễn ship thì còn gì để nói đúng không? Đấy, ai cũng mua được hết. Đấy. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Đẹp chưa? 250.000 lên cho em mã số 36. Mã số 36. Các chị cứ vào trang fanpage của em xong rồi các chị ấn theo dõi. Để khi em về hàng mới, các chị cũng biết mà khi em xả hàng, các chị ôm được hàng rẻ, hàng đẹp nữa. Đó, thích lắm. Thích lắm nhá. Trời ơi, đẹp lắm. Đẹp vô cùng luôn ấy chị ơi. Đẹp vô cùng cho em nhá. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Đẹp vô cùng luôn ấy, chất von các chị nghiền luôn. Nhà em là có phương châm là bán tới đâu sạch tới đó thì xả cho nó hết thôi. Tại vì em cũng muốn xả vậy cho các chị có lộc ha. Về bán lâu lâu cũng có nhẹ gánh một tí ha. Lên cho em mã số 75. Mã số 75 cho em nhá. Mã số 75. Ồ đẹp. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Đẹp quá, con này đẹp quá. Trời ơi con này nó đẹp. 250.000 miễn ship lên cho em mã số 41 nhá. Mã số 41 cho em. Mã số 41 cho em nhá. Ở xinh nó có bị ẩn không ta? Sao ở trên màn hình chính vừa thấy tùm lum hết trơn á? Dài lắm. Thiệt mà, thấy người ta nhắn tin trên đây quá trời nè. Thảo Thị Ngọc Nguyễn Ngọc gì đây. Nói chung là tùm lum hết nhiều lắm luôn ấy. Trên màn hình chính cũng nhiều lắm luôn ấy. Nhưng mà ở trên cái T-Bot nó không có luôn đấy chồng. Trên cái T-Bot không có luôn đấy. Là sao?
kiểm tra trên màn hình chính của vợ. Đẹp chưa? Trời ơi, phiên bản giới hạn. Phiên bản giới hạn mà cũng xà luôn. 250. Trời ơi, con này đẹp quá. Lên cho em mã số 50 nhá. Mã số 50 cho em. Mã số 50. Rồi đặt thôi. 250.000 miễn ship cho em mã số 50. Mã số 50, mã số 50 cho em. Mã số 50. 50 cho chị Hà Võ. Ủa cái này nó không đẩy lên hả ta? 50 đâu? 50 xuống đi con. 50 cho chị Thiên Bình con. 50 chị Thiên Bình con nữa đi con. Mấy mẫu này mẫu đắt tiền lắm mà em, tụi em xả là xả hết luôn. Nó đến lúc em cần xả là em xả cho sạch nhà. Sạch nhà sạch cửa. Mẹ nó gầm qua mẹ gọi đó, Trần Thị Lượng gọi đó. Còn đưa mẫu cho con. Tiếp. Đấy, đưa. Bèo béo béo cho em nhá. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, lên cho em mã số 60. Mã số 60 cho em nhá. Con này đẹp quá. Đẹp quá là đẹp ha. Bèo, mẫu bèo. Mẫu bèo đẹp quá trời. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Lên cho em mã số 231. 231. 231. Má đang live stream ơi Cún ơi. Má đang live stream. Má đang live stream. Mã số 231. Đây, họa tiết hoàng gia cho em. 231 cho chị Hà Võ rồi con. Mã 75 cho cô Tám coi lại. Mã 75 cho chị Hà Võ. Đưa cho cô mã 231, 231 cho chị Hà Võ. Mã 75 đâu? 75. 75 là con nào? 75 là con xanh hả? Đây 75 là con xanh đây ạ. Con xanh nhá. Đẹp ơi là đẹp ạ. 250.000 bị ship ạ. Cún công an. Cún công an gọi điện cho mẹ đấy. Cún công an bây giờ là ở trong nhà, không có ra đây được. Hai bố mẹ cũng ở ngoài tiệm, không có về nhà được. Cho nên là inbox giùm em số điện thoại địa chỉ. Cho nên là chỉ có gọi điện ra cho mẹ thôi. Nhanh nhoi cho mẹ thôi. Con này lên cho em mã số 136, 136. 136, 136. Con này lên cho em mã số 152, 152 cho em nhá, 152. 250.000 về ship hết nha. Rồi, con này lên cho em mã số 279. 279. 279, 136 cho chị Thiên Bình con ơi. Đây, Thiên Bình 250, 250 các chị hốt thoải mái luôn. 136 cho chị Yên Ni Nguyễn. 136 cho hết chưa? Hết nhá, 136 là cho chị Yên Ni Nguyễn làm hết rồi. Hết 136 này, 279 cho chị Yên Ni Nguyễn. 279 là con mèo con ơi, mèo hoàng gia này con. Đây. 279. Mèo hoàng gia cho em 279 nhá. 279, 279. Mẫu này 350 mà em muốn xả luôn nhá, còn ít em xả luôn. Cái cây sào này còn bao nhiêu con, từ giờ đến tối em xả cho hết luôn. Chị nào mà nhắm xuống sào ôm sào luôn thì ôm nhá, không được từ giờ đến tối em xả hết luôn. Rồi con này lên cho em mã số 15. Mã số 15. Mã số 15 cho em, mã số 15, mã số 15 trời đẹp quá. Mã số 15 cho em, 250.000 miễn ship. 250.000 miễn ship cho em, lên cho em mã số 108. 108, 108, 108 miễn ship 250.000, 250.000 chất von bao mềm bao rũ. Eo chun co giãn, eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Đây, quá đẹp cho em nhá. 250.000 lên cho em mã số 101. Mã số 101 cho em nhá. 101 cho em, có chị thấy đẹp không? Nó đẹp lắm luôn, các chị nhìn này. Hoa của nó đẹp như thế này mà. Hoa rất đẹp cho em nhá. Đấy, lên cho em mã số 101, 101. Dây xích hoàng gia. Cái này em chỉ còn một cặp thôi nhá. Chị nào lấy thì lấy, con này đẹp lắm này. Có 250 một con nhá. Lên cho em mã số 216. 216 cho em này. Con này lên cho em mã số 109. 109 cho em nhá. 109. 109 cho em này, đẹp vô cùng à. 216 cho chị Thiên Bình một con này. 216 dây xích này. Cho chị Thiên Bình một con này. 216 cho chị Thiên Bình Nguyễn. 216 cho chị Thiên Bình một con là hết này. Đấy, mẫu này em hết này. Đấy. Con này đẹp quá à, con nó cũng đẹp. 109 cho em nhá. 109, 109, 250.000 miễn ship. Con này còn một con duy nhất nha. Con này mẫu xịn lắm luôn, các chị nhìn chất von này. Bao xịn, bao mịn, bao đẹp nha. Một con duy nhất là hết, lên cho em mã số 161. 161. 161. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, lên cho em mã số 45. Mã số 45 cho em nhá. 250.000 miễn ship. Mẫu vip nha các chị nhá. Mẫu vip.
mẫu phít tuyệt đỉnh hoa rơi. Các chị nhìn này, các chị thấy nó rơi đẹp không? Hàng của Nhật mà các chị xác định mua cho em con này mà được giá 5 triệu thôi là em cũng tặng các chị nguyên cái shop này để bán rồi. Huống chi đây là một con Hàn em bán 250. Nó còn đẹp hơn cái con các chị mua cả 5-7 triệu ha. Đấy, nó còn đẹp hơn luôn ấy. Đẹp hơn, bảo đảm các chị là đẹp hơn. Nhưng mà có điều là không có độc quyền thôi, vì hàng này em có vài con một mẫu, còn hàng Nhật nó chỉ có một con một mẫu nhá. Cho nên các chị không quan trọng là nó Nhật hay Hàn, quan trọng là mình bỏ ra tiền bao nhiêu và cái chất lượng mình nhận nó là bao nhiêu. Ok chưa? 250 lên cho em mã số 193 cho em nhé. Đây, eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em, lên cho em mã số 115 cho em nhé. 250.000 miễn ship, 250.000 miễn ship cho em. Nè con, 193 cho chị Phong Trần. Một con đại bàng thổ cẩm cho em, chất von siêu mềm siêu rũ cho em như thế này. Đây là những cái mẫu đại bàng cực kỳ đẹp quá chị nhé. 115 cho chị Song Trần. Đẹp quá. Mẫu đại bàng như thế này, đại bàng chất von mịn rũ thổ cẩm như thế này, một con duy nhất, lên cho em mã số 48. Mã số 48 cho em. Đây là những mẫu hoàng gia nhá. Những cái mẫu các chị nhìn này, em để trên người cho các chị xem. Các chị đi mua một con áo của Hàn ấy, em chưa nói đến áo Nhật đâu. Đây là một cái con áo Hàn ấy, nó đã 400-500 ngàn một con. Còn Nhật nó phải tiền triệu chưa mua nổi. Vậy đây em bán nguyên một con đầm như thế này, còn dập ly như thế này, mà còn thú như thế này, 250. Suy nghĩ kỹ xem, chốt không? Miễn ship luôn. Chốt ly, chốt đi đừng ngại ngùng. Chốt đi. 250.000 lên cho em mã số 264. 264 cho em. Suối các chị chốt luôn. Về các chị nhận hàng xong rồi các chị mê em luôn nhá, bảo đảm mê em luôn. Đâu lòi ra con này vậy? Con này một con hả? Một con duy nhất, còn một con duy nhất 258. 264 cho chị Phương Bình. Mã số 258. Mã số 258 còn một con duy nhất. 264 có mấy con? 264 còn có hai con thôi. Chị Hương Huỳnh Thu một con nữa là hết. Chị Hương Huỳnh Thu còn một con nữa là hết này, 264 này. 264 nhá. Con này em còn một con là hết luôn đấy. Các chị nhìn cái con này này. Cái con beo này các chị nhìn này. Cái von của nó rũ như vậy này các chị nhìn này. Cái mùi móc tôm đâu rồi ta? Đẹp cực kỳ như thế này này. Các chị nhìn này, dập ly đẹp không? Ê có tức khách. Ê có tức khách ở ngoài kìa. Ai vậy? Giao gì vậy? Đồ ăn gì tùm tùm á. Hả, cái gì đồ ăn vậy? À, muốn mày hỏi cái gì vậy? Hỏi chị coi ai giao gì vậy? Mã số 258 nha, 258. Đồ ăn nhiều lắm. Đồ ăn nhiều lắm, 600 của ai vậy? Anh Vạch Định Quán hả? Đâu có biết anh Vạch Định Quán là ai đâu. Tôi đâu có biết anh Vạch Định Quán là ai đâu. Trả tiền này 600 người ta này. Dạ không, chị Liên Trang Hồ ơi. Tôi đang live stream mẹ ơi, má ơi. Trả tiền cho người ta đi nè. Một con duy nhất là hết nha các chị nha. Con này một con duy nhất là hết. Đẹp quá các chị ơi. Nó đẹp vậy đó mà xả 250. Nó xót xa cuộc đời quá. Các chị nhìn kỹ nha. Đây là một cái con chất von đẹp. Và họa tiết của con này là một con hổ như thế này. Cực kỳ dễ thương. Dễ thương lắm. Đó, 250.000 lên cho em mã số 158. 158. Hoa rơi cho em. Tuyệt phẩm hoa rơi. Đẹp không? Các chị nhìn cái nụ hoa này. Nhìn cái nụ hoa này nó giống thật không? Dạ không, chị chốt sau thôi chứ không phải. Đó, y như là hoa thật luôn ấy. Các chị nhìn nó như là hoa thật luôn ấy. Giống như mình đang làm một cái bụi hoa vậy đó. Mà cái đầm nhà em lên giống tưởng mình đang là cái bụi hoa luôn đó. Nó thật vậy đó. Đẹp lắm. Lên cho em mã số 116 nha. Mấy cái đầm này chị mặc không có vừa đâu chị Thêm ơi. À chị Thêm eo lớn không vừa. Con này em của em là chỉ eo 90 thôi. Eo 90 thôi. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa các chị nhìn này. Như là hoa thật luôn ấy. Đẹp lắm luôn ấy. Lên cho em mã số 299. Nè nè, đồng giá 250, đồng giá 250. Em lên nhanh để em qua mẫu khác. À chị lấy cho ba, ok, chị lấy cho bạn ok. Từ em tưởng, tại vì em biết chưa size chị size lớn. Hôm nào mà có đầm Nhật size lớn em để cho. Còn những cái size này nó chỉ có eo 90 thôi, 158 ở đây. 158 cho chị Thêm Thị Nguyễn đây. Chị ơi, chị lấy cho bạn đây. Tại vì lấy cho bạn thì được, lấy cho chị thì sợ là eo lớn là không vừa ha. Rồi. À rồi ok chị Thêm ơi, em lấy cho chị rồi đấy. 158.
Rồi tiếp tục nhá, tuyệt đỉnh hoa rơi. Lên kia mã số 87. Mã số 87 cho em nhé, tuyệt đỉnh hoa rơi cho em nhé. Rồi, hết mẫu chưa? Hết một vòng chưa? Eo từ 65 đến 90 lên cho em mã số 59 nhá. Mã số 59 cho em, mã số 59. À, mũi mà VV anh giúp em đưa trả về vị trí cũ, đưa cái cây số học đến cây số 6. Đưa cây số 6, cái mẫu nào nhiều quá thì bé ít thôi. Chứ lại thì không cần phải bé hết ra như vậy đâu. 87 cho chị Lê Thủy. Được cái cây hết mẫu chưa? 87 đấy. Hết mẫu chưa? Hết rồi đúng không? Để lên hai con này nữa đi. Đây một cặp nhá. Đây là một cặp màu hồng, lên cho em mã số 237 nhá. 237, 237 cho em là hết ha. 237 cho em. 237. Em trả về vị trí đó cho chị đi rồi em đưa cái cây số 6. Cây số 6 là cái đầm 200.000. Và em đưa cây số 6 lên đây thì có một cái mẫu trắng em bê ít thôi mũi nha. Cái mẫu trắng nó nhiều lắm, em bê ít thôi. Và tạm thời con lấy đồng nhập ly một màu, mỗi thứ một mẫu đây cho con. Cây số 12 á con. Cây 12, 13 gì đó con. Lấy mỗi thứ một mẫu đây, đưa đây cô hai cái trước đi. Đổi sao. Đấy cái sào này còn không có nhiều đâu, chị Huỳnh Huỳnh có ôm hết sào thì tí nữa em làm việc cho, em làm việc với chị. Tiếp tục. 200.000. Con này là 350.000. Mà hôm nay em bán cho các chị với giá bao nhiêu? 200.000 dập ly chất gấm. Các chị nhìn này. Các chị nhìn này. Nó đẹp lắm luôn nha. Dập ly chất gấm cho em. Đẹp tuyệt vời. Đẹp tuyệt vời cho em 200.000. Dập ly chất gấm một màu. Chị nào lấy hồng lên hồng. 200.000 eo từ 65 đến 90. Eo từ 65 đến 90, các chị nhìn này, chất gấm của nó em nói phê, cực kỳ phê nhá. Nhìn này. Nó không thua gì gấm Nhật đâu. Không thua gì gấm Nhật đâu nhá. Dập ly cực đỉnh ha. 200.000 lên cho em mã hồng. Mã hồng cho em 200.000, đồng giá 200.000 cho vợ. Treo đó đi con. Treo đỡ đi. Còn không treo đây này cho khỏi lộn bộ chị muối à. À, 200.000 lên em mã hồng. Mã tím. Eo từ 65 đến 90, các chị nhìn nó dập ly đẹp không? Gấm nha, gấm một màu. Đây là những con đầm gấm một màu 200.000. 200.000 nó đẹp vô cùng, tổ quốc ta ơi. 200.000 lên cho em mã tím, mã tím nha. Mã tím, mã tím. Đẹp quá. Cái này tím môn hả? Tím môn hay là tím hoa cà? Tím hoa cà. Cái này tím hoa cà này. Đẹp quá. Con này lên cho em mã số 3 nhá. Mã số 3. Mã số 3 cho em. Mã số 3 200.000 bên ship. Con này lên cho em mã số 275. 275 miễn ship, 275 miễn ship. Quăng vô cái cây 14, tháo hết kẹp ra cho bác lấy cái rổ. Tháo hết kẹp vào cây 14 ở đây. Lên cho em mã số 275 nhá. Miễn ship, miễn ship. Con hồng này mới đẹp này, con hồng này đẹp quá này. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, con hồng nó đẹp. Các chị nhìn gấm của nó này. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa. Chị nào nhanh tay lại chân mở hàng giùm em cái con hồng này. Đẹp quá, mở hàng giùm em cái mẫu một màu này. Mẫu một mẫu một màu thì mới về chưa ai mở hàng cho em. Chị nào nhanh tay lẹ chân mở hàng giùm em mẫu cái. Cho nó nhanh gọn lẹ cái. Lấy vía của chị nào nhanh nhanh đấy, mở hàng giùm em cái. Lên cho em mã số 229. 229 cho em nhé. 229. 229 mới về nguyên một cây sào. Màu xanh cho em, màu xanh cốm. Màu xanh cốm. Eo từ 65 đến 90 nhá, gấm xanh cốm lên cho em mã số 278. 278. Màu vàng. Màu vàng cho em. Màu vàng, màu vàng. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, lên cho em mã số 62. Mã số 62 cho em. 229 cho chị thêm. 229 cho cô này con. 229 con. Đây, 229 con này tuyệt đỉnh nha. Con này em nói không đẹp em không lấy tiền chị đâu. Con này các chị nhận về 200.000, các chị phải ngồi khóc hu hu luôn. Tại sao? Trời ơi, cô ơi, con đầm 200.000 mà các chị tưởng tượng như các chị mua con này 700-800.000 á. Xin thề. Xin thề nó đẹp 700-800.000 á. Anh ơi, anh con ơi, con ơi, con chạy con lấy cái gấm bấm hồng cho cô. 229 cho. Lấy gấm hồng, lấy 2 3 con nhỉ. Đấy, hồng đấy. Đấy đúng rồi đấy, 2 3 con đấy. Em thề các chị biết luôn, các chị mua con đầm gấm nhà em về các chị tưởng đâu là 700-800.000, không phải 200.000 đâu. Nó đẹp cực kỳ luôn, em bán là bán cho vui, thật sự là những cái con này em bán cho vui luôn á. Đấy, bán cho vui luôn, các chị nhìn gấm nó cỡ này mà. Làm sao mà nó thường được đúng không?
Để bán 200 ngàn cho vui luôn á. Rồi 229 cho chị nào nữa đây? Trang Trang Nguyễn. Đó. Đó, cảm ơn chị thêm Thị Nguyễn nha, mở hàng cho em bắt hàng rồi đó. Cảm ơn chị yêu rất nhiều. Rồi tiếp tục nào. Tiếp tục nha. Trời ơi nó đẹp. Các chị cứ nhận hàng về đi, rồi các chị sẽ thấy. 29 chị Phu lấy hả? Chị thêm chứ. Lấy cho chị thêm. Phải không? Hay là lấy cho chị U? Không. 29 chị hiện lại. 29 chị hiện lại. Ôi chị hiện lại ơi, hôm nay em lên hàng chị em lên cái hàng viên mới về nhiều lắm. Em với hàng xả rồi, bây giờ em gần cuối line rồi đây. Toàn hàng đẹp thôi. Con này con hồng nhá. Hồng cho em nhá. 200 ngàn. Các chị nhìn gấm này. Em nói các chị cứ nhận thử đi. Chị nào mà khách mới thì cứ mua thử một con thôi. Em xin thưa rằng các chị sẽ về, các chị sẽ tiếc luôn đấy. Tại sao con đầm này Trúc Phương bán rẻ quá như vậy. Giống như con đầm các chị mua cả triệu bạc hay là 700-800 ngàn. Chứ không phải con đầm 200 ngàn đâu. Mà trong khi đó em bán có 200 ngàn thôi đấy. Bán cho vui luôn đấy. Lên cho em mã số 43 nhá. Mã số 43 cho em này. Mã số 43. Đó. Đây. Hồng đây, chị nào chưa có hồng này thì lên hồng này nhá. Hồng này hồng nhẹ thôi. Gấm hồng nhẹ thôi này. Các chị nhìn này. Nó đẹp vậy này. Dập ly toàn váy cho em nhá. Chất gấm của nó đẹp như vậy này. Nó đẹp lắm luôn đấy. Dập ly đẹp lắm luôn này. Các chị nhìn nhá. Nhìn này. Nó đẹp như vậy này. Đó. 43 cho hiện lại. 43 cho cô. 43. Đây 43 đây. Cầm con đầm đấy nó giá trị vô cùng luôn. Cầm con đầm các chị nhìn này. Cầm con đầm 200 ngàn của nhà Trúc Phương Nguyễn này. Các chị nhìn này. Nó dập ly này. Nó đẹp không? Nó dập ly đẹp như vậy đó. Cầm một nùi một mớ vậy này. Em hỏi các chị 200 ngàn bây giờ đi làm gì? Bây giờ đi may một bộ đồ tiền công vớ vẩn thôi cũng mấy trăm ngàn rồi. Mà đây em bán cả con đầm có 200 ngàn rồi còn miễn ship nữa. Ăn cái gì đúng không? Ăn cái gì? Ăn đỏ nữa, ăn gì đâu. Đúng không? Tặng các chị với giá này. Về mặt nhớ em nhá. Lên cho em mã số 279. 279 cho em, 279 này. Rồi, em lướt qua một lần nữa đi ha. Rồi bắt đầu em lên mẫu khác. Chị nào lấy vàng lên vàng. Vàng đây. Em xin thưa rằng nó đẹp vô cùng các chị nhìn này. Nhìn này. Nó đẹp vô cùng luôn ấy. Ở trên hình nó không đẹp đâu. Các chị nhìn này. Vàng lên vàng cho em này. Xanh cốm nhá. Cái này là xanh cốm cho em này. Xanh cốm. Xanh cốm. Con này. Con này là màu xanh gì đây? Nói chung là 275 đi. Mã số 275. Cho chị Phạm Diệu Linh một con vàng. Mã số 275 lấy vàng. Lấy vàng đây. Vàng. Đẹp lắm các chị ơi. Về nhận hàng đi xong rồi lá hở. Chỉ tiếc là tại sao mình không đặt mỗi mẫu một con. Tiếc quá luôn ấy. Tại vì sao nó đẹp quá như vậy. Nhà Trúc Phương Nguyễn bán như vậy làm sao mà sống được đúng không. Nhưng mà các em quyết định là bán cho các chị giá này. Để các chị nhớ em. Giữ khách thôi. Chia sẻ bài giùm em nhé. Cái câu quan trọng nhất là giúp em chia sẻ livestream ha. Thay vì quảng cáo thì bây giờ không đi quảng cáo nữa. Xanh cốm đây. Xanh cốm. Xanh cốm. Đó. Đây đây 275 đây. 275 đây. Đẹp lắm luôn ý. Thề luôn các chị ơi. Em cầm một nùi như thế này sao mà nó không đẹp được. Này các chị nhìn này. Nó dập ly đẹp như vậy này. Nó gấm đẹp như vậy làm sao mà không đẹp được đúng không. Sao mà không đẹp. Cầm con đầm nó chất cái tay lắm. Đây. Tím này là tím môn. Tím hoa cà hả. Tím hoa cà đây. Chị nào lấy tím hoa cà thì lên tím hoa cà ha. Còn con này tím sen hả. Hồng sen. Hồng cánh sen hả. Cái này đúng là em gọi tím hồng á. Tím hồng, hồng cánh sen hả? Nói chung mù màu rồi đấy. Nhiều màu quá mù màu rồi. Hồng cánh sen gì đấy. Các chị nhìn này. Trời ơi cầm con đầm lên. Riêng hàng của nhà Trúc Phương Nguyễn nhá. Trời ơi các chị cầm đến cái chốt eo này. Các chị nhìn rõ cái chốt eo của nhà em này. Nhìn này. Chốt eo của nhà em là luôn luôn bản một phân như thế này. À nhìn kỹ nha. Nhìn không? Nhìn kỹ được không? Luôn luôn bản một phân thẳng đều tắt như thế này ha. Không có cái kiểu mà cái chốt eo của nó có nửa phân xong bắt đầu nó ăn tà là vằn xong bắt đầu nó tổm lắm, nó tổm lộm lắm. Riêng nhà em các chị nhìn này. Hàng nhà em nó cực kỳ đẹp luôn nhá, cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp luôn ha. Và đặc biệt là không bao giờ chơi lót thun. Không bao giờ lót thun vớ vẩn cho các chị ha. Lót bằng von cho các chị đặt hàng ha. Lót bằng von, một là von màu, hai là von họa tiết màu hoa này kia để các chị có thể có những con đầm hè ấy. Ở cái lót trong nó có những cái màu hoa khác với những màu hoa ngoài đi chăng nữa. Thì nó cũng là chất von đẹp cho các chị. Để khi các chị mặc nó bay ở cái lớp ngoài lên thì nó còn cái lớp trong vẫn hoa. Chứ không phải là bay cái lớp ngoài lên. Có cột đùi không? Không có, không phải vậy đâu nhá. Đó, rất là đẹp ha. Còn những cái con đầm này là những con đầm màu cực kỳ đẹp như thế này.
chất von của nó lót như thế này, các chị nhìn này, nó lót von cực đẹp như thế này này, chứ không phải là lót cho các chị là thung đâu nhá, yên tâm mà mua nhá, đẹp cực kỳ ha. Rồi chị nào lấy tím sen lên tím sen cho em. Rồi bây giờ qua mẫu khác, qua mẫu khác cho em nào. Eo từ 65 đến 90. Chuyển cái tibot thành 200 ngàn chưa? Eo từ 65 đến 90 cho em. Các chị nhìn này, hoa hồng này. Hoa hồng ánh kim. Hoa hồng ánh kim. Cực kỳ đẹp như thế này, 200 ngàn. Eo từ 65 đến 90 lên cho em mã số 26. Mã số 26 tím sen cho chị Đỗ Thị Kim Loan. Tím sen 200 ngàn. Rồi đáp ơi các chị ơi, em bán 200 ngàn, các chị yên cứ thử mặc đi. Bùa này em bán là bán cho nó có khách như khách thôi, các chị yên tâm mà mua. 200 ngàn. Trời đất mẹ ơi, 200 ngàn nó đẹp. Chất von này các chị. Cầm con đầm lên một vác như thế này 399 ngàn mà bữa nay em bán có 200 ngàn thôi. Các chị thấy không? Thay vì bây giờ em quảng cáo, em chạy tiền quảng cáo, em không chạy. Bây giờ em để em bán cho các chị giá rẻ, để các chị luôn nhớ em. Lên cho em mã số 161 nhá. 161 cho em, 200 ngàn. Tuyệt phẩm. Tuyệt sắc gia nhân, tuyệt đỉnh gia nhân. Các chị thấy đẹp không? Con này nó còn có họa tiết con nai cơ. Nhìn này, cực kỳ đẹp cơ. Đó, hoa văn, hoa văn thổ cẩm đấy, đẹp không? Dập ly tuyệt đỉnh cho em như thế này. Trời ơi, đẹp lắm nha. 200 ngàn lên cho em mã số 45. Có số điện thoại mà cô biết cho địa chỉ không? Để biết đường để gọi điện. À, ghi vào đi. Cô Tám ơi, cô Tám nhắn tin vào cái tin nhắn cho em cái địa chỉ đi cô Tám ơi. Để ngày mai em còn chốt đơn em gửi bên like vào cái tin nhắn cho cô Tám này. Rồi con này lên cho em mã số 45 nhá. Mã số 45. 26. 26 cho cô Tám này. Rồi. Con này con 45 này. 45 cho nhìn lại. 45 chị nhìn lại này. 45 tuyệt đỉnh, cầm sướng tay lắm nha. Cầm sướng tay. Trời ơi, còn cầm con đầm này lên em muốn xỉu luôn đấy. Em cầm con đầm này lên em muốn xỉu ngang xỉu dọc, các chị nhìn này, vác một vác nó đẹp như vậy này, trời ơi muốn xỉu ngang xỉu dọc cái con đầm này luôn. 200 ngàn, các chị nhìn này, chất von bao đẹp nha các chị nhá, dập đi bao đẹp như thế này đấy, các chị thấy không? 200 ngàn cho em. 200 ngàn lên cho em mã số 48. Mã số 48 eo từ 65 đến 90. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa cho em. Họa tiết thân cực đẹp như thế này, 200 ngàn lên em mã số 193. 193. Ôi đất ơi, nó đẹp, hoa nhí. Hoa nhí nha. 48 nó truyền lại. Hoa nhí mẫu này chưa ai có. Mẫu này chưa ai có nha, mới về xong. Xin thưa là mẫu này chưa ai có. Bao tiểu thư. Bao tiểu thư như thế này. Rất đẹp như thế này cho em. Trời ơi, đẹp quá đi rồi. Các chị thấy này, nhà em là không bao giờ mà cái lót vớ vẩn đâu, cái lót cũng là đàng hoàng như thế này ha. Đấy mà chun eo nhà em này. Chun eo các chị nhìn này, cái chun eo của nó đẹp mà thẳng tắp như thế này, này đó, là cái chun eo của nó phải là một phân chạy dài như thế này, nó đều hết một phân cho em nhá, chứ không phải là vớ vẩn đâu. Con này lên chất von mềm rũ lên cho em mã số 101. 101 cho em nhá, mã số 101. 101. 101 này. Trời ơi. Uống bao nhiêu là nước rồi. Chết vì no về nước à. Chất von siêu mềm siêu rũ cho em nhé. Chất von bao mềm bao rũ cho các chị nhìn này, đẹp không? Hoa đẹp không? Lên cho em mã số 109 200 ngàn. Tuyệt phẩm ha. Tuyệt phẩm, hôm rồi về được 2-3 con. Hôm nay em về. Hôm nay em về được 1 ri. Chị nào mà chốt được con này em xin chúc mừng ha. Đây là con đầm đắt tiền. 450 một con đấy. Những cái con hoa rơi này 400 mấy một con đây. Đấy. Mẫu này là mẫu đắt tiền đấy, nhưng em cũng bán cho các chị với giá bao nhiêu. Chị nào có đơn rồi 200 ngàn. Chị nào chưa có đơn, chị nào chưa có đơn mà phải có chia sẻ thì em sẽ bán 200 ngàn. Còn chưa có đơn mà còn chưa có chia sẻ luôn thì không thể là bán 200 ngàn được nhá. Tại vì sao? Tại vì con đầm này đắt tiền lắm. Em bán với cái giá 200 ngàn là các chị nhờ các chị giúp em chia sẻ bài.
chị nào có đơn rồi em ưu ái cho các chị 200.000 giúp em chia sẻ bài ha. Còn chị nào chưa có đơn mà cũng chưa chia sẻ bài cho em thì em xin phép không thể nào bán được cái giá 200.000 ha. Đó, lên cho em mã số 258, mã số 258, kệ nó đi, một con nhé. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa, lên cho em mã số 173. Mã số 173 cho em, 173 cho em, 173 cho em. Trời ơi, nó đẹp quá trời đẹp. Mã số 173. 258 cho chị hiện lại. 258, cho chị hiện lại hai con đi. Trời ơi, con này đẹp lắm chị ạ. Về mà bán không thôi là khách người ta nhoi đấy. Về bán là khách người ta nhoi đấy. 258 cho bán. Lấy cho chị hiện lại hai con đi, về bắt đầu chị bán là khách nó nhoi đấy. Khách nhoi mà đến đầu tiếc, được có hai con đầm, được có một con đầm tiếc lắm. Cho cô tám một con này. Cho cô tám một con này. 258 cho chị Bạch Lan một con. Cho chị Bạch Lan một con này. Chị Bạch Lan nãy giờ có đơn này. Có đơn này, đồng được có đơn là được tính với giá 200.000, nhớ giúp em chia sẻ bài các tình yêu nhé. 258 cho chị Diệu Linh. Diệu Linh bữa giờ cũng ủng hộ quá trời, bữa nay cũng có ủng hộ này, đúng không? Rồi, cho Diệu Linh 200.000 đẹp không? À, hình như Diệu Linh là con gái của chị nào nhỉ? Nga Vũ Thanh. Diệu Linh hình như là con gái của Nga Vũ Thanh. Mai mốt gửi cái đơn của Diệu Linh về chị Nga Vũ Thanh đi. 173 cho chị hình lại. 173 chị nhìn lại con này. 173 chị nhìn lại này. Về để nhận cho dễ. Nhận hàng cho dễ. Nhớ là cái đơn của Diệu Linh ấy, ghi là gửi về địa chỉ của chị Nga Vũ Thanh. Để mai mốt là Diệu Linh nhận hàng cho dễ. Ghi đi em, ghi lên bọc đi em. Để mai đánh đơn là biết đường mò. Tính tiền riêng ra cho người ta đàng hoàng. Mẹ con thì mẹ con cũng phải tiền bạc nó thòng phẳng. Cho nó biết được đơn của con bao nhiêu tiền, đơn của mẹ bao nhiêu tiền ha. Về rồi biết đường rồi phân chia. Còn mẹ con cho nhau là cái việc của người ta. Còn mình tính là mình tính rõ ràng ra cho người ta hiểu. 258 cho chị Nguyễn Ngọc. 258 cho chị Ngọc này, chị Nguyễn Ngọc. 258 đâu con ơi, đấy 258. Cái mẫu này là em cũng phải khó khăn lắm em mới mua được nhiều những con như thế này, một ri đấy. Để về cho các chị chia nhau, chứ không thôi nhiều khi được một con rồi bắt đầu chị này có, chị kia không có, buồn nhau. Đấy. Rồi 258 cho chị Nguyễn Ngọc nha. Đây. Ủa con này có con trời. Có con mày đưa đây cho tao xé xác tao ra trời. Nó có con trời. Trời ơi đẹp quá, đẹp quá, giết em đi. Có con này cho chị hiện lại này. Vô sau tội nghiệp. Anh ơi cái này cho chị hiện lại đi, cái này có một con à. Đây cho nàng hiện lại đây. Vô sau tội nghiệp. Đây. Eo từ 65 đến 90 là mang vừa nhá. Lên cho em mã số 150. Cổ tròn đẹp lắm nha. 150 200.000, 150 200.000. 150 200.000. Tuyệt đỉnh. Và con này cũng là chị nào đã có đơn mới bán được giá 200. Chứ con này thật sự ra các chị nhìn em đưa các chị xem này. Nó đẹp như vậy này. Các chị thấy này. Nó dập ly là nó đẹp một nùi như thế này này. Đấy các chị thấy không? Cầm con đầm lên nó đẹp như thế này mà làm sao mà bán 200.000 được, em chết á, em đi chết á. Cho nên là em cũng bán cho chị nào có đơn và chị nào chưa có đơn thì phải có chia sẻ rồi cho em nhá. Nói chung em bán rẻ lắm, các chị giúp em một chút chia sẻ đi. Đó. 150 ở trong nó còn ạ. Con này 150 chị hiện lại này. Còn ai chốt 150 nữa không? 150 muốn mày chạy vô cái cây 15 hoặc 16 thôi. Cái con đỏ đó. 150 đó. Mình coi có hình như trong đấy có một con nào mình lấy ra chị. Rồi con này mã số 59 cho em. Mã số 59 cho em nhá. Chị nào có đơn thì được 200.000. Chị nào không có đơn thì phải có là chia sẻ giúp em nhé. Chị đã có đơn rồi cũng ráng giúp em chia sẻ một nốt nhé. Giỏi, mũi giỏi quá, mũi giỏi quá, mũi giỏi quá. 150 bánh ngon rồi ơi. Chị Bạch Lan một con 150 này. Phải có 150 con này không? Đây. À, 59. 59 đây. 59 mũi đi vô đấy, 59 mũi. Ở trong đấy có mấy con à? Hình như một hai con trong đấy à? Con này. Con hoa đẹp nhất rồi. Chị giấu kỹ lắm mà không biết mày tìm ra không? Giấu kỹ lắm mà tìm ra. 59 đây. 59 là con tuyệt đỉnh gia nhân luôn ý. 59 thì chị Trang Hồ. Chị Uyên Trang Hồ này. Chị Tân Trần đợi em một tí. Còn yên tâm. Còn một hai con gì thôi à? Đẹp lắm. Đẹp lắm luôn. Tiếp đi con. Chị lá sẹt con. Chơi lá sẹt chị. Tao chị xem. Đó đó. Trời ơi, thề luôn, con này đẹp vô cùng ấy. Các chị nhìn này. Nó đẹp vô cùng luôn ấy.
Em nói cầm lên sướng tay luôn ấy. Rồi 59 đây cho chị nào đây? Tân Trần đây. Chị Tân Trần nha. Rồi bây giờ là còn chị nào nữa không? Còn chị nào 59 nữa không? 200 ngàn nha. Trời ơi, dập ly, pin dập ly cho em, tay phòng cho em. Hoa nó đẹp như vậy này. Bé gì, bé Diệu Linh nhờ, có lấy không? Diệu Linh ơi, con này đẹp lắm Diệu Linh ơi. Trời ơi, đẹp lắm. 59 là chị Hồng Liên. Chị Hồng Liên 200 ngàn này. 59 chị hiện lại này. Chị hiện lại hết này. Anh ơi, chị hiện lại này anh ơi. Biêu. Nhanh không? Biêu xong. Biêu cái vô bọc hết. Chị hiện lại ơi. 350 ngàn, chị hiện lại ơi. 350 ngàn. Hàng mới về, mới về. 350 ngàn. Ok thì bảo em này. 350. Con này là con Hoàng Gia, siêu phẩm Hoàng Gia nhá. 350 ngàn. Để đây đi con, để đây. Cái này của Song Trần anh ơi. Anh ơi, cái đó của Song Trần. Và bây giờ thì chị lấy hoa tay ngắn. Của hoa tay ngắn đâu ta? Bây giờ nghỉ không? Nghỉ đúng không? Nghỉ live đúng không? Tối live tiếp đúng không? Tao giết mày bây giờ, mày có làm gì mà bắt tay? Mày có làm cái gì đâu mà bắt tay? Tao bầm mày ra làm ba khúc bây giờ. Bây giờ 5 giờ rồi, nghỉ cho các chị ăn cơm ha. 7 giờ 30 ha. 5, 6, 7. 7 giờ đi. 5, thôi 7 giờ 30 đi. 7 giờ 30 em sẽ tiếp tục like một buổi nữa. Like toàn bộ những mẫu em xả 250 ha. 250 và những mẫu 200 và những mẫu 150. Đó, bây giờ thì cho các chị nghỉ ăn cơm. Rồi cho nhân viên em nghỉ ăn cơm. Rồi hẹn gặp lại các chị vào tối nay nhá. Đó, hẹn gặp lại các chị vào tối nay 7 giờ 30. 7 giờ 30 trên trang fanpage của shop Si Tuyển Trúc Phương Nguyễn. Đó. Đó, tiện thể khoe cái đầm đẹp quá. Cảm ơn các chị yêu rất nhiều nha, đã giúp em chia sẻ bài, rồi giúp em ủng hộ hàng. Cảm ơn các chị rất nhiều. Hẹn gặp lại vào tối nay 7 giờ 30 nha. Nhiều, nhiều, rất nhiều hàng. Xeo xả, xa xẻo, rất đẹp luôn. Bye bye. Con tắt đi con, tôi có nói tiếng chiều bây giờ. Bye bye. Trời ơi, cái cốc dùng gái má ơi.